Các bạn đang nghe truyện chàng rễ mạnh nhất lịch sử trên kênh TV Audio CV. Chương 60, cảm thấy xấu hổ khi mở ra cánh cổng thế giới mới. Chiến thuật hạng nhất. Ngày kế tiếp, một lan đã rời giường luyện võ từ rất sớm. Luyện sau nửa canh giờ, tắm rửa thay quần áo. Tiểu băng, ta có một bộ váy vải màu xanh lam, muội có thấy không? Một lan hỏi. Một lan không chỉ mặc tơ lụa, có đôi khi cũng mặc váy vải bông, bởi vì nàng là trưởng nữ của phủ bá tước mỗi năm khi cày vụ xuân hay thu hoạch vụ thu nàng đều tham gia tượng trưng lúc đó thích hợp mặc váy vải bông không có sao à tiểu băng đáp trước đó vài ngày muội đã giặt sạch sau đó gấp lại tiểu thư không thấy à đúng vậy một lan nói thật lạ lùng rõ ràng đặt ở bên trong tủ nhưng không thấy ngay sau đó gương mặt tuyệt mỹ một lan bỗng nhiên đỏ lên chu môi một cái tiểu băng nói tiểu thư bằng không em hỏi khắp sân viện tìm khắp nơi xem sao đừng một lan vội vàng nói có thể ta tiện tay đặt ở bên trong quân doanh sáng sớm sau khi ăn xong điểm tâm thẩm lãng đi tới trước mặt một lan nói giọng dịu dàng chân thành tha thiết nương tử à nàng liên tục buông ba bên ngoài hai ngày hai đêm chắc chắn mệt muốn chết rồi phải không ừ một lan đáp tiếp đó nàng hơi do dự có mấy lời có nên nói hay không nói thí dụ như phu quân ngà xin chàng đừng nên làm dơ váy áo và nội y các loại của thiếp nha. Dù cho dơ cũng không quan trọng, nhớ kỹ phải giặt sạch trả lại chỗ cũ, thiếp còn muốn mặc. Còn có mấy câu kiểu đại loại là, phu quân nên xem thân thể làm trọng. Nhưng mà, nàng phát hiện mình nói một câu cũng không được, cuối cùng không phải ai cũng có da mặt dày đến nỗi đau thương đâm không thủng như phu quân mình được. Thế là, nàng lựa chọn tiếp tục đọc sách. Đương nhiên, chuyện này nàng đã hiểu lầm thẩm lãng hắn cuộn váy của một lan không phải làm loại chuyện tình gì biến thái không thể cho ai biết mà để làm loại chuyện càng thêm không thể cho ai biết hết thì đúng hơn thẩm lãng nói nương tử xương sống thắt lưng nàng có mỏi không cổ có đau không vi phu đau lòng đến chết mất bằng không ta sẽ mát xa xoa bóp để cho gân cốt nương tử thoải mái được không một lan nói phu quân còn có thể làm những thứ này đương nhiên vi phu biết nhiều thứ lắm thẩm lãng hồ hởi đáp lời một lan nói vậy làm phiền phu quân một lan ngồi thẳng thân thể mềm mại tức khắc cái cổ vương lên như thiên nga vậy độ công vòng mông như một bậc thầy hội họa vẽ ra vậy vừa gợi cảm mà lại mê người vóc dáng này quả thực để cho người ta say mê như điếu đổ nhưng mà hô hấp của thẩm lãng chỉ hỗn loạn ba giây đồng hồ sắc tức thị không sắc tức thị không có chính sự có chính sự đến khi trong lòng thẩm lãng bình ổn tay phải đặt ở trên cổ một lan hơi dùng lực một chút ừ một lan phát ra tiếng trên vô cùng thoải mái thực sự thật thoải mái a à, trong nháy mắt thân thể mềm mại của nàng thật sự có loại cảm giác phát rung không có biện pháp thủ pháp thẩm lãng đúng là rất chuyên nghiệp mặc dù có thể thua kém tay bác sĩ lăng nhiên phòng kế bên nhưng mọi người đều là bác sĩ tay nghề cũng không chênh lệch nhau quá nhiều thẩm lãng tìm đến mỗi một chỗ huyệt vị đều vô cùng tinh chuẩn độ mạnh yếu cũng tuyệt đối hoàn mỹ. Cho nên, một lan cảm nhận được cảm giác vô cùng phê, giống như mỗi một sợi gân mạch đều được kéo ra thả lỏng. Đây thật sự là hưởng thụ tuyệt hảo. Nương tử, nàng thiệt săn chắc nha. Thẩm lãng nói. Một lan nhắm đôi mắt đẹp phu quân, mặc dù thiếp nghe không hiểu, nhưng thiếp biết chàng đang dở giọng lưu manh. Không có, không có, ta nói là da thịt nàng rất săn chắc thôi mà. Thẩm lãng phân bua. Mộc Lan không khỏi kẹp chặt hai chân, Lưu Manh không giải thích cũng được, một lời phân bua này thôi thì nàng cũng đủ hiểu. Phu quân, nếu chàng lại cất giọng Lưu Manh thì thiếp sẽ tìm chàng rèn luyện thân thể đấy. Một Lan thản nhiên uy hiếp. Kỹ thuật viên thẩm vội và ngậm miệng không nói, tiếp tục dụng tâm phục vụ, đỡ phải vui quá hóa buồn. Dưới sự chuyên chú phục vụ của hắn, một Lan cảm giác được một đợt sảng khoái, đưa người ta vào cảm giác buồn ngủ, rồi lại hoàn toàn không muốn ngủ. Nương tự A, sau đó nàng không nên làm lụng vất vả thế này hay không vi phu thật sự đau lòng lắm lắm thẩm lãng nồng nhiệt nói hắn vừa nói vừa vô cùng nghiêm túc xoa bóp mát ra thái độ tập trung tràn trề thân thiết một lan sinh lòng cảm động nhưng lập tức tỉnh ngộ nàng nói phu quân chàng có chuyện gì muốn nhờ ta phải không không có không có thẩm lãng nói vi phu là người như vậy à phục vụ nương tử của mình yêu thương nương tử của mình còn cần lý do à Mộc La nói thật không có chuyện gì xin thiếp sao, Thẩm Lãng nói cũng là, có một chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ, rất nhỏ. Mộc La nói phu quân hãy nói đi, nếu được thì thiếp nhất định giúp, còn không thì cũng không có cách nào đâu. Tiếp tục, nàng nói ví dụ, nếu phu quân muốn nhờ thiếp tìm phụ thân giải lệnh cấm túc thì thiếp cũng không có cách nào, hôm qua thiếp vừa về phủ, phụ thân đã tìm thiếp nói chuyện, tuyệt đối không cho chàng ra ngoài để khỏi gặp nguy hiểm. Á tay thẩm lãng dừng lại. Nương tử, nàng hãy đọc sách đi nhé, vi phu còn có chút chuyện phải bận rộn, vậy tạm biệt nàng, tiếp đó, hắn xoa bóp đến một nửa đã chạy đi một nước. Một lan không nói gì, người chồng này của nàng cũng có phần quá thực tế, người ta không làm việc cho chàng, chàng liền trở mặt ngay. Rõ ràng đáng ghét, đem người treo ở giữa không trung rồi lại chạy trốn. Thẩm lãng lại xuất hiện ở phía sau nhạc mẫu đại nhân. Thủ pháp xoa bóp mát xa của hắn càng thêm thành thạo nhạc mẫu đại nhân đang vô cùng tận hưởng, thoải mái đến độ cả lông tơ cũng dựng lên. Không chỉ có như thế, trên mặt của bà còn mang một tấm mặt nạ dưỡng da do thẩm lãng tự chế. Nhạc mẫu đại nhân, Max phải đắp hàng ngày, mỗi lần không nên quá một khắc, 15 phút. Làn da của nữ nhân, quan trọng nhất là cấp ẩm, chống nắng. Mặc dù ngài đã rất trẻ, nhưng con có trách nhiệm để cho ngài 10 năm, 20 năm sau vẫn giống như ngày hôm nay cuối cùng con làm ra được 10 tấm mặt nạ, 6 cái cho ngài. Nhạc mẫu bèn hỏi vậy 4 tấm còn lại cho một lan hả, không phải, cho con dùng. Thẩm lãng nói, đàn ông càng đẹp trai lại càng cần phải chăm sóc. Á, à, ngay lúc này, dù cho có tài trí thông minh như nhạc mẫu đại nhân cũng không biết tiếp nhận lời này thế nào. Thẩm lãng vừa ra sức xoa bóp, vừa chân thành vô cùng khích lệ nhạc mẫu đại nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Bây giờ ngài giống như là chị của một lan mười năm sau đó chưa chắc nhạc mẫu đại nhân nói a à, chẳng lẽ ta mười năm sau sẽ già nhanh hơn à không phải nói không chừng ngài đến lúc đó sẽ giống như em gái của nàng thẩm lãng nói có một từ ngữ gọi là phản sinh trưởng mặc dù là kỳ tích nhưng cũng chưa chắc không thể phát sinh trọn một khắc đồng hồ sau thẩm lãng xoa bóp hoàn tất bèn hỏi nhạc mẫu đại nhân cảm giác thế nào thật thoải mái toàn bộ gân cốt đều thư giãn trong mấy đứa con của ta chỉ có con là hiểu ta nhất nhạc mẫu đại nhân nói một lan cũng được, nhưng một thông chỉ cần liếc mắt ta đã cảm thấy phiền rồi. Thẩm lãng nói lần đầu tiên nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân, cũng hiểu ra đặc biệt có duyên phận, thật sự giống như nhìn thấy mẹ ruột vậy. Nhạc mẫu nói con cưới một lan, thế ta không phải là mẹ con sao, thẩm lãng lập tức kêu lên mẹ, bé ngoan, nhạc mẫu đại nhân nói lãng nhi, vậy con có chuyện gì muốn tìm mẹ vậy? Thẩm lãng nói nhạc mẫu đại nhân rõ ràng mắt sáng như đuốc nhạc mẫu đại nhân như đi quất trong bụng thằng con rể nói đi thẩm lãng nói con muốn xin nhạc phụ đại nhân giải trừ lệnh cấm túc của con vì con có chuyện muốn đi ra ngoài biểu cảm nhạc mẫu đại nhân trở nên nghiêm túc lãng nhi thực sự không thể không ra ngoài sao con nhạc phụ con vì an toàn của con mới cấm túc mà thẩm lãng nói nghiêm túc đúng vậy nhất định không thể không ra ngoài nhạc mẫu đại nhân suy nghĩ một hồi lâu rồi nói được rồi ta sẽ đi nói với nhạc phụ con một khắc đồng hồ sau đó lệnh cấm túc của thẩm lãng đã được giải cho nên a à, không có chuyện gì không làm được ở cái thế giới này vấn đề là có tìm đúng người hay không mà thôi hôm nay toàn bộ vòng tuần hoàn của phủ bá tước đã trở nên quen thuộc thẩm lãng nghe một lan một lan nghe bá tước đại nhân bá tước đại nhân nghe phu nhân phu nhân nghe thẩm lãng nhìn xem một cái vòng tròn hoàng mỹ luôn cái gì ngươi hỏi kim một thông ở vị trí nào xin lỗi chu kỳ sinh thái cao cấp như vậy làm sao có chỗ cho một tên béo ở lì trong nhà được có một câu nói nổi tiếng lưu truyền thật lâu ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu có một nhà khoa học đến nam cực gặp một bầy chim cánh cụt ông ta hỏi một con trong đó mỗi ngày mày làm gì vậy chim cánh cụt trả lời là ăn ngủ đánh vô đô đậu đậu sau đó ông ta hỏi những con chim cánh cụt khác con nào cũng trả lời ăn cơm, đi ngủ, đánh vô đô. Cuối cùng ông gặp một chú chim cánh cụt đáng yêu và cũng hỏi câu đấy. Chú chim cánh cụt nọ đáp, ăn, ngủ. Nhà khoa học sửng sốt mới hỏi, sao mày không đánh vô đô vậy? Lúc đó chú chim nọ nổi cáo, mẹ kiếp, bởi vì tao là vô đô. Sau này, vào năm 2013, trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, lúc Điền Lượng đưa con gái mình, tức bé Điền Vũ Chanh xin đi, đến trùng khánh ngũ đã buông ra câu nói này với ngữ điệu rất buồn cười khiến câu nói trên gây sốt thậm chí còn xuất hiện Siri hoạt hình cùng tên x slip umel yodo phát trên ten sen đó mới là vị trí của tên béo ở lì trong nhà kim mộc thông bên trong phủ thành chủ huyền vũ tên tâm phúc của liễu vô nham vọt vào bên trong thư phòng thật nhanh chủ nhân tổng đốc đại nhân sứ giả đã ra khỏi thành nội giang tối hôm nay là có thể chạy tới phủ bá tước huyền vũ thái thú đại nhân tự mình cùng đi thành chủ liễu vô nham tức khắc mừng rỡ. Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Hôm nay, gió đông này đã tới, báo tin điền hoành, lập tức bắt tay vào chuẩn bị, đêm nay liền động thủ. Liễu vô nham nói. Vâng. Tâm Phúc chạy vội ra. Liễu vô nham thản nhiên nói thẩm lãng, ta cho tới bây giờ cũng không ghi mươi, mục tiêu của ta là phủ bá tước huyền vũ, Thế nhưng ngươi xông đến trước mặt làm gì để lần này dĩ nhiên là biến thành bia đỡ đạn. Bá Tước Huyền Vũ, ta cũng muốn chống mắt nhìn xem, ngươi làm sao vượt qua cửa ải này? Trước khi rời khỏi phủ Bá Tước, Thẩm Lãng tìm được Kim Hối, hỏi mấy vấn đề. Tiếp đó, hắn liền lén đi ra. Sau khi ra khỏi phủ Bá Tước, Thẩm Lãng vẫn chưa thèm về nhà. Mà hắn đang ở trong một mảnh rừng cây rậm rạp. Ôi, làm người quan trọng nhất là cái gì? khắc phục sự hổ thẹn của bản thân. Vì thắng Điền Hoành cùng thành chủ liệu vô nham, nhất định phải hy sinh danh dự. Thẩm lãng tự nhắc đi nhắc lại an ủi mình. Không phải chỉ là quần áo đàn bà thôi sao? Tư mã ý còn mặc được, lẽ nào thẩm lãng ta đây cũng mặc không được? Tư mã ý và gia các lượng dàn quân đánh nhau hơn 100 ngày, gia các lượng mấy lần thiêu chiến, tư mã ý kiên trì không đánh. Gia các lượng phái người gửi cho tư mã ý chiếc váy phụ nữ. Tư mã ý cả giận viết thư hẹn giao chiến. Sau đó thì mọi người biết rồi đấy. Vì giết điền hoành, cũng phải cố gắng vượt qua cái giá phải trả nhỏ nhoi này. Có một số cấm kỵ, sẽ có ngày bị phá, có một cánh cổng thế giới mới, sẽ phải mở rộng hơn một chút. Thẩm lãng đổi sang bộ váy vải xanh của một lan, biến thành một rô sơ, nữ trang đại lão, tức trai mặc đồ nữ, xinh đẹp yếu điệu. Tiếp đó hắn đi đến mục tiêu phụ thân của đại ngốc tống nghị không phải dân chúng bình thường ông ta là một thợ săn nổi tiếng là thủ lĩnh dân quân phong diệp có mấy chục tên huynh đệ thủ hạ chí ít ở thôn phong diệp cũng là cường nhân có mặt mũi khi ông ta về nhà phát hiện trứng của thằng con bị thẩm lãng đá nát đương nhiên tức sùi bọt mép ông ta trước tiên muốn đi đạp chết thẩm lãng nhưng mà cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi thẩm lãng ở bên trong phủ bá tước huyền vũ ông ta muốn tiến vào thì chết chắc cái ý niệm thứ hai trong đầu ông ta chính là trả thù cha mẹ với em trai thẩm lãng thế nhưng cái ý niệm này còn chưa thành liền lập tức bị thôn trưởng bác bỏ thẩm lãng ở thế nào cũng là cô gia phủ bá tước huyền vũ cha mẹ hắn chính là thông gia bá tước đại nhân người muốn động thủ đối với bọn họ thì chết chắc cho nên giây phút này tống nghị gọi trời không ứng gọi đất mất linh trời đất bất công mà đương nhiên đối với sự việc bản thân ông ta vứt bỏ đại ngốc ông ta cảm thấy hoàn toàn không là cái gì sai lầm nông dân đều làm như vậy nếu gặp bệnh nặng không có tiền chữa đều ném tới trong núi chờ chết huống chi thằng con cả này đầu óc có vấn đề không có tương lai nhưng đứa con thứ không giống vậy từ nhỏ đã khôn khéo tàn nhẫn hoàn toàn có thể kế thừa truyền thống của ông ta xứng đáng là của quý của ông ta luôn mà bây giờ của quý này lại bị thẩm lãng đạp một chân nát của quý điều này hoàn toàn phá hủy hy vọng của ông ta thẩm lãng dù mày là con rể phủ bá tước tao cũng quyết báo thù này tống nghị lập tức mang con trai đến thành huyền vũ chữa trị mặc dù hao tốn bao nhiêu tiền cũng phải giữ được của quý của nó thế nhưng đại phu của y quán xác nhận cái đồ chơi đó không giữ được hơn nữa phải lập tức cắt bỏ nếu không sẽ gặp nguy hiểm thằng em của đại ngốc ở phương diện nào đó vẫn chưa thức tỉnh biết mình thể nào cũng bị cắt mất trứng cũng không có quá mức bi thương ngược lại cắn răng nghiến lợi nói cha con muốn vào cung con muốn trở thành đại thái giám, sau đó giết chết thằng nghị ngốc thẩm lãng kia. Tống nghị rưng rưng đáp ứng. Đây cũng là một con đường tương lai. Tiếp đó, ông ta liền đi tìm Điền Hoành. Điền Hoành là thiên hộ dân quân thành huyền vũ, cho nên có thể được xem là đại ca của đại ca Tống Nghị. Hai người bọn họ có cùng kẻ thù thẩm lãng, cho nên ăn ý với nhau. Điền Hoành nói vợ ngươi quả thực chứng kiến thẩm lãng một chân đá bay con của ngươi Tống Sung, Tống Nghị nói vâng. Điền Hoành nói ngươi xác định có mấy người thôn dân nhìn thấy thẩm lãng vọt vào trong nhà của ngươi, tiếp đó truyền tiếng động đùa giỡn, Tống Nghị nói vâng, bọn họ có thể xuất hiện làm chứng. Nhưng tên súc sinh thẩm lãng này là cô gia phủ bá tước, tiểu nhân chỉ sợ thư không được hắn. Điền Hoành cười nhạt. Thư không được sao, nếu như lúc bình thường quả thật vậy, nhưng tối hôm nay sẽ có hai đại nhân vật đến dự phủ bá tước huyền vũ. Đến lúc đó, thì không chỉ là thư kiện thẩm lãng đơn giản như vậy, mà cũng muốn kéo toàn bộ phủ bá tước xuống nước điền hoành thản nhiên nói giết người đền mạng hoàng tử phạm pháp vẫn cùng tội với thứ dân huống hồ chỉ là một tên ở rễ phủ bá tước mà thôi ngươi tìm hết nhân chứng lại đây nhất định sẽ có người làm chủ cho ngươi nếu bá tước đại nhân dám che chở cho tên hung thủ giết người thẩm lãng này chỉ e là sẽ kích động dân biến tống nghị kinh ngạc thẩm lãng không có giết người chẳng qua là đá bị thương con hắn phế của quý con hắn mà thôi điền hoành cười mà không nói chỉ là đá bị thương thôi à cái tội danh này làm gì đủ nhất định phải tai nạn chết người mới đủ cuối cùng chỉ có giết người mới có thể làm cho thẩm lãng đền mạng mẹ kế của đại ngốc vợ tống nghị lúc đầu luôn luôn ở bên trong y quán thành huyền vũ chăm sóc con trai nhưng đêm qua không biết vì sao bị đưa về có người dường như muốn cố ý ép bà ta tránh ra lúc này tống thị đang nằm trên giường không buồn ăn uống nếu như con trai bị cắt bỏ trứng trong nhà liền tuyệt hậu. Vậy nên làm thế nào cho phải, nhưng mà, vẫn phải sống tiếp nữa. Sau khi con mình tiến cung làm thái giám, nói không chừng có thể thăng chức rất nhanh thì sao, nói không chừng sau này còn có thể để cho bà ta tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Còn nối giỏi tông đường, bà còn trẻ, cùng lắm thì cùng chồng đẻ thêm một đứa là được. Nghĩ thông suốt rồi, Tống Thị bưng chén nước pha mật bên giường, hấp một nửa. Không biết vì sao, nước mật này có chút là lạ nhưng Tống Thị vẫn uống cạn một hơi. Tiếp đó cổng của thế giới mới mở ra. Bà ta cảm giác được sự trống rỗng, hiu quạnh, hưng phấn trước nay chưa từng có. Não bộ của bà giống như nứt ra thành hai. Bà ta trở nên nhạy cảm hơn cả bất kỳ cảm giác nào từ quá khứ. Tiếng kiến bò, tiếng chuồn chuồn vỗ cánh từ bên ngoài cũng nghe được rõ ràng. Hơn nữa, toàn bộ thế giới chung quanh cũng thay đổi, trở thành từng đạo quang ảnh cả người giống như thành tiên vậy thật không hổ danh là loại thuốc gây ảo giác số một thế giới hiệu quả quá mạnh dù thẩm lãng điều chế ra không tinh khiết nhưng uy lực cũng thật sự kinh khủng may là thẩm lãng bỏ chút xíu vào nước mật của bà ta bằng không chỉ sợ mạng nhỏ của tống thị đều khó giữ lại bà chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng lân lân tiếp đó hôn mê bất tỉnh bởi vì thẩm lãng còn bỏ thêm những thứ khác trong nước mật của bà không biết qua bao lâu tống thị tỉnh lại thế nhưng loại cảm giác kỳ quái vẫn còn như cũ. Nhưng mà, hết thảy chung quanh, bỗng nhiên trở nên vô cùng khủng bố. Vẫn là nhà của bà, nhưng khắp nơi đều đầy ma trơi bay lượn. Còn có tiếng ác quỷ tru tréo làm cho bà sợ đến sợn tóc gáy. Tất cả giống hệt chúng âm ti địa phủ vậy. Một giây sau, một nữ quỷ xinh đẹp bay ra, mặc váy xanh nhạt. Đầu tóc của Tống Thị gần như muốn dựng ngược lên. Thật sự là nữ quỷ, bởi vì không cần bước đi, lướt qua một phát đã tới rồi ngươi, ngươi là ai? Tống thị run rẩy nói, nhưng phát hiện mình lại không phát ra thanh âm nào. Cái này, cái này thật sự gặp quỷ, một chút thanh âm đều không phát ra được. Nữ quỷ nói con đàn bà độc ác, ngươi lại hại đại ngốc của ta, ngươi chết đi, tống thị biết là ai rồi. Đây là, mẹ ruột của đại ngốc, người đàn bà đã chết 20 năm. Bà giật dây chồng đem đại ngốc ném tới khe suối chờ chết, thật không ngờ mẹ đẻ đại ngốc từ địa ngục tới báo thù. Thẩm lãng thực sự xót xa cho chính mình ba giây, không chỉ giả gái, còn phải làm nữ quỷ. Ngươi chết đi, lòng bàn tay của nữ quỷ đột nhiên xuất hiện một đám lửa ma trơi, bay tới tống thị. Lửa quỷ đó rơi vào trên thân thể của bà, trực tiếp làm cháy rụi một vệt dài trên thân thể trắng nõn nà, đau đớn vô cùng, thế nhưng bà ta hoàn toàn không kêu lên nổi một tiếng. Thế là bà ta vớ lấy chén nước dội lên lửa ma trơi nhưng đáng sợ ở chỗ, ma trơi lại không có tắt, ngược lại vẫn tiếp tục đốt cháy. Quá, quá đáng sợ. Quả nhiên là ma trơi, thậm chí ngay cả nước đều tưới không tắt. Thật sự là quỷ rồi, tỷ tỷ ơi đừng giấc muội, đừng giấc muội. Tống thị khóc lớn ra sức xin tha thứ, thế nhưng cổ họng càng hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Người mang con trai của tỷ vứt đi là Tống Nghị, không phải muội. Tống thị không chút do dự bán đứng chồng mình nữ quỷ tiến lên bàn tay lạnh giá vỗ nhẹ trên đốn lửa ma trơi ma trơi lập tức dập tắt tiếp đó móng tay dài ngoằng chạm trên ngực tống thị một chút tức khắc tống thị phát hiện mình không cách nào nhúc nhích có thể thấy được nghe thấy cảm nhận được tất cả chính là tứ chi không cách nào hoạt động giống như cả người không phải là mình vậy loại cảm giác này thật quen thuộc chính là bị bóng đè trời đã thấy con trai của ta không có chết, được phúc tinh trên trời cứu. Nữ quỷ nói nhưng, con của ngươi tống sung lại đã chết. Tống thị hết hồn, ra sức lắc đầu nói con trai của muội không có chết, chẳng qua là lập tức phải bị thiến mà thôi, muội về nhà sửa soạn một vài thứ, lập tức lại phải vào thành chăm sóc nó, không, nó đã chết, ngay lúc này, hơn nữa bị chết cực kỳ thê thảm. Nữ quỷ nói ngươi đoán là ai giết con trai ngươi đâu, ngay sau đó, giọng của hắn thay đổi, từ giọng của đàn bà biến thành tiếng của thiếu niên. Mẹ, con chết thê thảm lắm, con thực chết cực kỳ thê thảm, chất giọng này kỳ thực chả giống mấy giọng thằng con tống sung của bà, nhưng bản năng tống thị cảm thấy đây chính là giọng con trai mình. Không, không, con trai của muội không có chết. Tống thị ra sức nói, thế nhưng vẫn không phát ra được thanh âm nào. Nữ quỷ nói con của ngươi chết hay chưa, ngươi sẽ nhanh biết thôi, tống nghị trở về sẽ nói cho ngươi biết hơn nữa sẽ nói là bị đòn hiểm của thẩm lãng đồng thời đá trúng hạ thể không trị mà chết tiếp đó quan phủ phải mang theo ngươi đến phủ bá tước chỉ ra xác nhận thẩm lãng giết người nhưng chân chính người giết con trai ngươi là điền hoành cùng chồng ngươi không không tống thị khóc thúc thiếp nói con trai của muội không có chết hơn nữa muội ước gì thẩm lãng chết đi muội nhất định sẽ chỉ ra và xác nhận hắn có dũng khí nữ quỷ lạnh lùng nói ngươi muốn chết cà tiếp đó móng tay thật dài của nữ quỷ chật xẹt qua tường một đường ma chơi trực tiếp móng tay toát ra lửa ma chơi thiêu đốt tiến gần mắt của tống thi ngươi muốn chết à nữ quỷ lạnh lùng nói thẩm lãng là phúc tinh trên trời chết đi sống lại là thần hộ mệnh con trai của ta ngươi lại muốn hại hắn tự tìm đường chết nữ quỷ gào rú the thế, phía sau chợt toát ra một đám ma chơi khổng lồ rồi biến mất trong nháy mắt tống thị trực tiếp sợ vải đái hồn phi phách tán, ra sức lắc đầu mội không muốn chết muội không muốn chết, tỷ tỷ bỏ qua cho ta đi. Tống thị nói không ra hơi, nhưng vẫn cố sức mà nói. Nữ quỷ nói con trai của ta đúng là được nó che chở mới có thể sống, ngươi muốn hại thẩm lãng, chính là muốn hại con trai của ta. Nói vậy ta liền kéo ngươi xuống dưới 18 tầng địa ngục, đem ngươi cắt làm 8 phần, nấu mỡ cho sôi lên. Tống thị vừa vải đáy xong, giờ lại tiểu lần nữa. Ta không dám, ta không dám, nữ quỷ nói tối hôm nay, Điền Hoành sẽ mang theo ngươi đi phủ bá tước huyền vũ. Ngay trước mặt mấy đại quan, sẽ bảo ngươi xác nhận thẩm lãng giết con trai ngươi, đến lúc đó ngươi biết ngươi nên nói như thế nào đi, Tống Thị ra sức cực đầu, ngay sau đó lại ra sức lắc đầu, bởi vì nàng quả thực không biết nên nói như thế nào mới phù hợp tâm ý của vị nữ quỷ tỷ tỷ này. Nữ quỷ nói ngay từ đầu, dù Điền Hoành nói cái gì ngươi cũng đồng ý nhưng đến phủ bá tước, ngay trước mặt toàn bộ đại nhân vật, ngươi lập tức lật lọng nói con trai ngươi là bị chồng ngươi Tống Nghị đá bị thương, bởi vì nó nhìn lén ngươi tắm rửa a à, tống thị kinh ngạc nữ quỷ tiếp tục nói tiếp đó ngươi ngay trước mặt của mọi người chỉ ra và xác nhận điền hoành nói là hắn thúc ép ngươi vu cáo thẩm lãng nói hắn giết con trai ngươi bảo đại quan to nhất làm chủ cho ngươi tống thị sợ hãi điền hoành là một kẻ cực ác nếu như bà ta dám chỉ ra và xác nhận điền hoành sẽ bị đánh chết tươi nữ quỷ nói ngươi yên tâm chỉ ra và xác nhận điền hoành Phủ bá tước phải che chở ngươi đến khi Điền Hoành chết đi, ngươi có thể về nhà, hơn nữa ta sẽ khen thưởng ngươi 300 lượng vàng, ngươi cầm số tiền này tái giá, có thể sinh hoạt giàu có vượt xa gấp trăm lần bây giờ. Thực sự, Tống Thị ngạc nhiên. Trên tay nữ quỷ toát ra một đống lửa vàng, tiếp đó ném dưới sàn Tống Thị một cái rồi nói. Ta đã chôn 30 lượng vàng dưới sàn, chờ ngươi chỉ chứng Điền Hoành xong, ngươi sẽ đào ra dưới sàn 300 lượng. Là muốn sống hay chết, là vinh hoa phú quý, hay xuống 18 tầng địa ngục, ngươi tự lựa chọn, tiếp đó, một trận sương mù bốc lên. Giọng của nữ quỷ biến mất, không còn bóng dáng tâm hơi. Không biết qua bao lâu, Tống Thị mở mắt tỉnh lại. Chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Thế nhưng, toàn thân có thể khôi phục cử động. Tất cả mới vừa rồi là nằm mơ sao, đúng, nhất định là đã nằm mơ. Thế nhưng sờ đũng quần một cái thấy ướt nhẹt. Khi nhìn vào vị trí ngực, có một vết phỏng nhẹ. Đây là lửa ma chơi đốt, bà ta nhớ rất rõ, lửa quỷ này ngay cả nước cũng dập không tắt. Hơn nữa, móng tay nữ quỷ đó rạch một cái thì đã xuất hiện ma trơi. Thật sự có quỷ, thật sự có quỷ. Không phải mơ rồi. Bà nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, mỗi một màn cũng y như nguyên bản. Bây giờ, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong nhà của bà khiến cho tất cả trở lại bình thường. Mà vừa rồi trong nhà âm u khủng bố, khắp nơi đầy lửa ma trơi đúng rồi lòng bàn tay của nữ quỷ đó lóe ra một đường sáng vàng ném dưới sàn bảo cho bà ba mươi lượng vàng tống thị vô cùng nhanh nhẹn đứng lên cầm lấy một xẻng nhỏ trực tiếp đào dưới sàn tiếp đó bà ta kinh ngạc sững sờ thật sự có vàng mấy chục cục cái này còn chưa phải là kinh người nhất lại thêm không thể tưởng tượng nổi chính là số vàng này bị đóng băng nói cho đúng là ở trong một cái hộp bằng nước đá Phía trên hộp nước đá còn in chữ, muốn chết hay là muốn sống, thật sự có quỷ, bằng không trời đang nóng thế này làm gì có hộp băng. Chỉ có địa ngục mới có băng giá, số vàng này tuyệt đối là nữ quỷ cho. Tống thị hướng về phía hộp nước đá này ra sức lạy lục. Nữ quỷ tỷ tỷ, muội muốn sống, muội muốn sống. Tỷ yên tâm, muội biết phải làm sao. Đến khi quan phủ bảo muội chỉ chứng thẩm lãng, muội sẽ lập tức cắn ngược một cái bảo tống nghị chồng muội đá con trai bị thương muội nhất định quả quyết điền hoành bảo muội vu cáo thẩm lãng ngay khi tống thị không ngừng dập đầu cái hộp băng lại dần dần tan chảy những lượng vàng bên trong càng thêm lấp lánh chói mắt cảm ơn tỷ tỷ cảm ơn tỷ tỷ tống thị cảm thấy đây nhất định là nữ quỷ đáp lại bà ta nghĩ vớ vẩn trời nóng thế này hộp băng mỏng như vậy được moi ra xong chắc chắn sẽ phải tan chảy rất nhanh sau đó tống thị nắm những lượng vàng này lên rồi bày ra đất đếm vừa đúng ba mươi kế tiếp còn có ba trăm lượng vàng nữa trong một khe suối hẻo lánh phía sau núi thôn phong diệt thẩm lãng có chút lưu luyến không nỡ cởi bộ váy xanh lơ mà thay y phục đàn ông mặc đồ con gái quả nhiên là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ à nha nhất là khi hắn mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả đàn bà nếu mình đi Thái Lan thì làm gì có mấy em nữ hoàng chuyển giới sau này nổi danh khắp bốn bể. Què, thẩm lãng vội vàng bỏ những suy nghĩ kỳ quặc này ra khỏi đầu. Kế tiếp, hắn càng thêm lưu luyến khi đốt trụi cái bộ váy màu lam và những vật dụng khác. Bày trò như hồi nãy mới tuyệt đối hoàn hảo. Bất kể là phốt pho, phốt pho, trắng để làm ma trơi hay là quặng calini trác chế tạo ra hộp nước đá hoặc là kim bạc để đâm vào ngực tống thị. Tất cả những chuyện này dù còn kể hở nhưng Tống Thị đã uống thuốc gây ảo giác nên cảm giác 100% hiện thực. Sau khi đốt trụi mọi thứ, Thẩm Lãng chạy về phủ bá tước. Đang đi trên đường, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ vợ mình phát hiện thiếu một bộ váy hay sao, chắc không đâu, quần áo nàng nhiều như vậy. Nhưng mà, nhỡ ra nàng phát hiện thì sao, phát hiện thì thế nào? Lẽ nào nàng biết là mình trộm, vậy nhỡ ra nàng cảm thấy là mình trộm thì sao, tuyệt đối không thể nói là trộm để mặc như vậy nàng sẽ cảm thấy ta là biến thái, thân đàn ông trong lòng của nữ nhân bỗng nhiên hóa thành tỉ muội thì xấu hổ gần chết. Vậy mình nên giải thích thế nào, cũng không thể nói ra, nương tử, ta kìm lòng không đậu nên trộn váy nàng làm chút chuyện không thể cho ai biết nên cuối cùng váy dơ mất, buộc phải đốt sạch. Chuyện đầu tiên này, hình tượng của thẩm lãng ta đây coi như tan nát sao, trong thành huyền vũ. Đứa em trai cùng cha khác mẹ của đại ngốc, Tống Sung đã chết. Cả đang trong cơn mộng tưởng tiếng cung bỗng tắt thở, thậm chí ngay cả cặp trứng hoại tử của gã vẫn còn chưa thiến xong. Phụ thân của đại ngốc Tống Nghị toàn thân run rẩy, nhìn sát con trai mình rung giọng nói vì cái gì? Vì cái gì kia chứ? Giọng Điền Hoành nói bình thản ngươi cảm thấy là tội danh đá bị thương một thiếu niên vô tội lớn hơn, hay là tội đá chết lớn hơn, Tống Nghị đương nhiên hiểu. Chỉ bất quá, ông ta cảm thấy đứa con trai vào cung làm thái giám cũng là đường ra, tội danh đá thiếu niên vô tội cũng đủ đem cầm tù thẩm lãng rồi. Nhưng mà, thật không ngờ đám người điền hoành sử dụng thủ đoạn độc ác, trực tiếp giết chết con trai của Tống Nghị. Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm ông ta không nghĩ đến sao? Đây rõ ràng là vấn đề ma quỷ, không thể miệt mài theo đuổi. Điền hoành thản nhiên nói giết người đền mạng, hoàng tử phạm pháp vẫn cùng tội như thứ dân. Đương nhiên nửa câu sau là điền hoành bịa, nhưng ít ra nói cho có vần về, cũng chẳng mấy ai để ý. Điền hoành bèn hỏi thủ hạ sứ giả tổng đốc đại nhân đã tới chưa, sắp đến, Điền thất đáp thế tử phủ bá tước huyền vũ thế tử cùng kim một lan, tự mình dẫn đầu kỵ binh ngân tiếp hai mươi dặm. Điền hoành lại hỏi thái thú đại nhân cũng tự cùng đi sao, điền thất nói đúng vậy. Điền hoành thở dài nói mọi việc đã chuẩn bị, gió đông cũng tới, thẩm lãng chết chắc rồi. Điền thất nói đây vốn là một nhân vật như con chó, dù cho leo lên phủ bá tước, cũng là một con chó. Đúng vậy, nghiền chết con chó hoang chẳng qua là thuận tiện, lật đổ phủ bá tước mới là mục đích chủ yếu. Điền Hoành nói một khi thẩm lãng bị bắt bỏ vào ngục, liền lập tức đeo gông xiền vào người nhà của hắn, đâm thủng xương bả vai, đưa đến mỏ, trực tiếp cưỡng bức lao động đến chết. Điền Thất nói vâng. Tiếp tục, Điền Hoành nói tống nghị, về nhận vợ ngươi đi, mặc đồ tan vào, hóa trang thê thảm một chút, mang đi phủ bá tước chỉ ra và xác nhận thẩm lãng mang tội giết người, ả là nhân chứng tại chỗ duy nhất. Còn những nhân chứng khác cũng phải chuẩn bị thỏa đáng. Mắt tống nghị rưng rưng đáp lời vâng. Điền Hoành nói không phải chỉ một đứa con trai à. Còn có thể sinh nữa, giết chết thẩm lãng xong, ngươi tới làm đình trưởng trấn hàng thủy. Thân thể Tống Nghị chợt một phen run rẩy, tức giọng bi thương nói vâng. Đa tạ đại nhân đề bạc. Tống Nghị cưỡi ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Phát hiện vợ mình ở vào trạng thái kỳ quái nào đó, có vẻ đặc biệt chật vật, hơn nữa trên người còn có mùi khai, hai con mắt đỏ rực, dường như muốn phát điên vậy, nhưng mà, ông ta chẳng cảm thấy nghi ngờ gì, chẳng qua là cảm thấy vợ đau lòng quá độ. Hơn nữa lại đau lòng đến không cầm được, có thể thấy được vợ mình thật sự thương con. Tống Nghị cất giọng thê thảm nương tử, vết thương của Xuân Nhi quá nặng trị không khỏi, nó, nó đi rồi, thân thể Tống Thị rung lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi nghe đến tin dữ này, nước mắt của bà vẫn trào ra. Bà ta là người tham lam yêu tiền, ích kỷ đê tiện, nhưng dù sao cũng là máu mũ ruột thịt của bà. Nếu là bị thiến đưa vào cung đi, chí ít hiện giờ bà còn chút tưởng nhớ. Bây giờ, không còn người, đương nhiên lòng bà đau như cắt. Nữ quỷ tỷ tỷ quả nhiên không có gạt ta, tỷ quả nhiên không có gạt ta, điền hoành, ngươi thật là ác độc, lại thực sự giết con trai của ta, tên tống nghị này thậm chí còn tệ hơn cầm thú. Gương mặt tống thị tức khắc trở nên dữ tợn, hai mắt tràn đầy thù hận tên súc sinh thẩm lãng giết con trai của chúng ta, chúng ta phải báo thù. Tống Nghị rung giọng nói nương tử, nàng phải tỉnh lại, chỉ có giết chết thẩm lãng mới báo thù cho con trai, nó trên trời có linh thiên mới có thể nhắm mắt. Tống Thị trong lòng cười nhạt nếu không phải nữ quỷ tỷ tỷ, ta đã bị cái tên cầm thú này lừa gạt mất rồi. Tống Nghị nói nương tử, nàng yên tâm, phủ thành chủ, phủ thái thú, thậm chí sứ giả tổng đốc đại nhân đều có thể làm chỗ dựa cho chúng ta nàng là nhân chứng tại chỗ duy nhất, phải chỉ chứng thẩm lãng đá chết con trai chúng ta, bắt nó đền mạng, nàng hiểu không? Đôi mắt sung huyết của Tống Thị nhìn chằm chằm người chồng, giọng bà khẳng đặc thiếp biết, thiếp đương nhiên biết nên làm như thế nào. Tống Nghị nói đi, chúng ta mặc vào đồ tang, mang theo xác của Sung Nhi đến phủ bá tước lấy lại công đạo, nhất định phải để cho thẩm lãng đền mạng. Tiếp tục, Tống Nghị nhớ lại lời điền hoành, nhất định phải để cho vợ thảm một chút, phải ra vẻ như đau khổ khi chịu tan con nhưng mà ông ta phát hiện thật nhanh không cần trang phục bởi vì bây giờ hình dạng của vợ mình đã đặc biệt thảm vì để tăng thêm hiệu quả chân thật để tăng thêm bi thảm lấy được sự đồng tình của mọi người ngay cả quần ông ta cũng không bảo vợ thay cứ để một thân đầy mùi khai tiếp đó tống nghị mang theo vợ điều khiển xe ngựa hướng thành huyền vũ phóng đi đi tới trước mặt điền hoành điền hoành nhìn từ trên xuống dưới tống thị một lúc lâu tiếp đó biệt mũi tống nghị này làm việc lão luyện độc ác quá giống như thật quá thảm tống thị này tóc tai bù xù hốc mắt hãm sâu sung huyết ánh mắt dại ra biểu cảm dữ tợn hơn nữa trên người còn có vết thương và vết phỏng còn không cầm được tiểu cả ra quần với vợ mình còn ra tay độc ác như thế nhân tài này có thể bồi dưỡng thật tốt điền hoành nói lệnh lan đã chết ta cũng đặc biệt đau lòng xin tống phu nhân hãy nén bi thương nhưng mà đệ muội yên tâm lấy tư cách là trưởng quan của chồng đệ muội chuyện này ta nhất định quản đến cùng nhất định vì vợ chồng hai người đòi lại công đạo này tiếp đó ông ta chợt rút ra đại kiếm chém cái bàn trước mặt thành hai khúc giết người đền mạng dù cho thẩm lãng là phủ bá tước huyền vũ cô gia cũng không ngoại lệ đi ta đây sẽ mang hai người đến phủ bá tước đòi lại một công đạo tiếp tục điền hoành nhìn phía tống thị nói đệ muội chắc biết phải làm như thế nào rồi chứ tống thị đưa mắt lên ánh mắt tàn độc đầy hận thù để cho Điền Hoành cũng phải run rẩy. Tống Thị nhấn mạnh từng chữ ta đương nhiên biết phải làm sao, ai giết người thì kẻ đó phải đền mạng. Mỗi một chữ này đều tràn đầy cừu hận thấu xương. Điền Hoành mừng rỡ. Đúng, chính là cái trạng thái này, đúng là dáng vẻ thù hận ngập trời. Đi nào, đến phủ bá tước huyền vũ, bắt thẩm lãng đền mạng, Điền Hoành ra lệnh một tiếng. Mấy người võ sĩ H.I. ban mang cái xác tái mét thê thảm của Tống Sung, mang theo vợ chồng Tống Nghị hướng phủ bá tước huyền vũ đằng đằng sát khí. Phía sau bọn họ, trọn mấy trăm người theo, những người này cũng là cung đồ du đảng thành huyền vũ, toàn bộ cũng là đồ tử đồ tôn của Điền Hoành. Dọc theo đường đi, còn có thật nhiều những tên vô lại và đám dân chúng vô tri cùng thêm vào đội ngũ. Từ mấy trăm người, lập tức bành trướng đến một hai ngàn người. Trong lòng Điền Hoành càng thêm đắc ý, bá tước đại nhân ngà ngài không phải yêu dân như con sao, bây giờ, ta đây mang mấy nghìn người hùa nhau đòi lại công bằng xem này có giao thẩm lãng ra hay không thẩm lãng để ta xem mày chết thế nào vừa đi đám ban chúng của Hắc Y ban đồng thanh hô vang giết người đền mạng giao ra thẩm lãng giết người đền mạng giao ra hung thủ ở trung quốc cổ đại sau khi nhà tùy phế quận thành châu phủ không có chức quan thái thú chức tổng đốc đến hai đời minh thanh mới có lúc trước các loại quan lớn là tuyên phủ sứ tiết độ sứ châu mục vân vân mà ở thế giới này, thành chủ, quận thái thú cùng hành tỉnh tổng đốc ba chức quan lớn cùng tồn tại, cùng quan chế Trung Quốc cổ đại có khác biệt rất nhiều. Chỉ có thể nói vương triều đại viêm cũng có tình hình tương tức. Nhưng mà thẩm lãng cũng đại khái có thể hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thứ nhất, tiêu chuẩn vũ lực thế giới này vượt xa Trung Quốc cổ đại, cho nên vậy những nhân tài xuất sắc nhất thường thường văn võ song toàn, cho nên khó tách riêng hai loại chức quan văn võ. Thứ hai, các nước đều tồn tại rất nhiều quý tộc có đất phong lớn, lấy tư cách trưởng quan muốn áp chế những quý tộc lâu đời, trong tay không có binh quyền không được, cho nên quân chính cùng dân chính quyền lực cũng rất khó hoàn toàn phân cách. Ban đêm, Phủ Bá Tước Huyền Vũ Nên đón hai đại nhân vật. Sứ giả Phủ Tổng đốc tỉnh Thiên Nam, phụ Tá Ngôn Vô Kỵ của Tổng đốc Trúc Nhung. Thái thú quận nộ Giang tỉnh Thiên Nam, Trương Xuân, và nhân viên hộ tống có thành chủ huyền Vũ Liễu Vô Nham, cựu thành chủ huyền Vũ Trương Bá Ngôn, thủ lĩnh quân phòng thủ của thành huyền vũ trương tấn để tỏ lòng với hai vị đại nhân vật đến thăm hoa nghênh thế tử kim một thông phủ bá tước tiểu thư kim một lan tự mình dẫn đầu 200 kỵ binh ra nghênh đón 20 dặm tiếp đó bá tước đại nhân bảo đám phu nhân thẩm lãng cùng nhau nghênh tiếp từ cổng phủ bá tước đây cũng là thẩm lãng lần đầu tiên lấy tư cách cô gia phủ bá tước đứng trước cửa chờ quan lớn trước đó thẩm lãng cũng có điều tra công khóa của ngôn vô kỵ cùng trương xung ngôn vô kỵ, giới tính nam, 53 tuổi. Thám hoa kỳ thi đình tại Việt quốc, trâu bò hay không trâu bò? Lợi hại hay không lợi hại, Việt quốc cũng là có gần giống nhau gần 20 triệu dân cư đại quốc, hắn có thể thi trong đó toàn quốc tên thứ ba. Lợi hại như vậy nên phải làm đại quan, vì sao lại biến thành phụ tá của tổng đốc Trúc Nhung vậy? Bởi vì gia tộc của ông ta phạm tội, ngôn vô kỵ bị dính dáng vào, rồi bị ép rời khỏi quan trường sau đó ông ta xây dựng thư viện, dạy học 10 năm, tiếng tâm lan sang toàn bộ Việt quốc. Sau, ông ta được chúc nhung đại nhân nhìn trúng, ba lần tới cửa, cuối cùng trở thành phụ tá phủ tổng đốc. Người này rất được tổng đốc đại nhân tin cậy, mỗi tiếng nói cử động bên ngoài đều có thể đại biểu ý chí của chúc nhung đại nhân. Thậm chí rất nhiều người nói, thà đắc tội con của tổng đốc, không thể đắc tội ngôn vô kỵ. Cũng tỉ như nói thà đắc tội mã anh cử, cựu tổng thống Đài Loan, không thể đắc tội kim phổ thông còn có người nói ngôn vô kỵ là tay áo của đại nhân Trúc Nhung, đây là ý gì, một Mỹ Nam tử thuần khiết như thẩm lãng sao mà biết được. Còn vị thái thú Trương Xuân này, cũng tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, siêu cấp trâu bò. Phụ thân ông ta là quan võ nên ông ta quan võ toàn tài, lên ngựa có thể xuất binh chiến tranh, xuống ngựa có thể thống trị dân chúng một phương. Cách đây 20 năm, ông ta đi khắp nơi, đảm nhiệm năm lần thành chủ. Mỗi một lần đảm nhiệm chức vụ, thành tích ông ta đều hiển hách, nhưng luôn luôn phí thời gian, vẫn làm quan chẳng hề suôn sẻ. Không có cách nào, quả phụ ngủ, sau lưng không có ai đây. Mà ba năm trước đây đánh một trận, để danh tiếng ông ta chấn động toàn bộ Việt quốc, từ nay về sau được quốc quân cùng gia tộc họ chút nhìn trúng, một bước lên mây. Lúc đó ông ta đảm nhiệm chính là thành chủ vọng nhai quận Đông Giang. Suốt cả trăm năm, thái thú quận Đông Giang là ai? Chả ai biết nhưng nói đến phủ bá tước đông giang nghe tiếng đồn đãi xa gần mỗi người kính sợ gần như tất cả mọi người cho rằng đông giang phủ bá tước mới là bầu trời của quận đông giang quận trời thổ hoàng đế mấy trăm năm so với bá tước huyền vũ đông giang bá tước thật sự tàn ác lợi hại hơn nhiều hơn nữa bản lĩnh khác cực kịch liệt hoàn toàn đem quận thái thú ép tới không thở nổi phủ bá tước đông giang ở thành vọng nhai còn gọi là khu vực chết của chốn quan trường tân chính của Việt quốc hoàn toàn không đi được nửa bước ở quận Đông Giang. Vị trương xung này dùng 5 năm, ép phủ bá tước Đông Giang cho đến bước đường cùng, vị bá tước Đông Giang tàn ác nọ dẫn binh tiến đánh phủ thành chủ. Trương xung dùng ít địch nhiều, dẫn binh công phá thắng thật lớn. Đến tận đây phủ bá tước Đông Giang mất đi tất cả binh quyền cùng đất phong, Đông Giang bá tước tự sát thân vong. Cuối cùng quốc quân khai ân, không có đại khai sát giới, thậm chí không có cướp đoạt tước vị gia tộc họ hải, nhưng Đông Giang Phủ Bá Tước hoàn toàn trở thành cái xác rỗng. Sau khi Trương Xung đánh một trận thành danh, được triệu hồi về kinh, giấu tài ba năm. Năm ngoái, ông ta được phái đến quận Nộ Giang đảm nhiệm thái thú phổ biến hành chính. Thổ hoàng đế của quận Nộ Giang là ai? Phủ Bá Tước Huyền Vũ. Cho nên, kiếm của vị Trương Xung đại nhân kiếm chỉ phương nào, kết quả cũng rõ. Năm đó lúc ông ta còn chỉ là một thành chủ, liền tiêu diệt Đông Giang Bá Tước, hôm nay đảm nhiệm thái thú, nắm quyền quân chính, thảo nào bá tước huyền vũ như là đứng ngồi không yên, thời khắc cẩn thận chặt chẽ. Nhưng mà sau khi vị trương sung đại nhân đến đảm nhiệm, cũng không như trong tưởng tượng của mọi người, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cũng không có cùng phủ bá tước huyền vũ đối chọi gay gắt, ngược lại có vẻ càng khiêm tốn. Nhìn thấy hai vị đại nhân vật này, hình tượng khá giống như trong tưởng tượng của thẩm lãng công vô kỵ là một người đàn ông đẹp trai trung niên, nhìn như thân thiện, kỳ thực thanh cao ngạo mạn hơn nữa quần áo lại hung hương liệu, còn vẽ lông mày một chút, đừng tưởng rằng thẩm lãng không phát hiện. Quả nhiên, tiếng đồn cũng không phải là cũng là không có lửa thì sao có khói, mặc dù ông ta không có tử huyệt. Da trương sung rất đen, khuôn mặt lúc đầu xem như là anh Tuấn, nhưng vô cùng gầy còm, đao chém búa bổ vậy, có vẻ hoàn toàn âm trầm. Hơn nữa, người này cực kỳ trầm lặng ít nói, chỉ có một đôi mắt, sắc bén giống như chim ưng. Ngôn vô kỵ chẳng cố kỵ mà mặc hoa phục đẹp đẽ, mà trương xung thì một thân áo vải trên người không có bất kỳ vật phẩm trang sức quý trọng đơn thuần mặc hóa trang hoặc nhìn cũng tưởng vị thái thú đại nhân đúng là xuất thân văn tiến sĩ sau khi gặp mặt ngôn vô kỵ cùng bá tước huyền vũ hàng huyên tâm sự lại cùng bá tước phu nhân bàn luận truyền thống hữu nghị gia tộc đôi bên không sai vị ngôn vô kỵ đại nhân này cũng xuất thân quý tộc chẳng qua là cái loại quý tộc không có đất phong mà trương xung từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cùng bá tước đại nhân nói một câu xung bái kiến huyền vũ bá. Sau đó vị thái thú văn võ song toàn này liền đứng sang một bên, không có nói câu nào nữa. Lãng nhi, qua đây bái kiến ngôn tiên sinh cùng trương thái thú. Bá tước đại nhân hô. Thẩm lãng tiến lên, hơi chấp tay hành lễ. Hai người này là kẻ địch giai cấp, nhạc phụ đại nhân cần chu đáo, mà thẩm lãng lúc này còn là tiểu nhân vật, có thái độ gì đó không trọng yếu, chỉ cần làm qua loa là được. Lẽ nào đối phương phải bởi vì thái độ cung kính mà đối tốt với ngươi một chút? Không có khả năng, thẩm lãng lấy tư cách người ở rễ, hai đại nhân vật chắc là sẽ không chuyên ân cần thăm hỏi ngươi. Ngôn vô kỵ rụt rè cười cười, trương sung gật đầu, tiếp đó liền bỏ quên thẩm lãng. Đây mới là thái độ bình thường. Kế tiếp, bá tước huyền vũ mời mấy vị đại nhân vật vào phủ bá tước, mở đại tiệc. Lúc này thẩm lãng cũng chỉ là vùi đầu ăn, nhiều lắm uống một chút rượu gạo ngọt ngào. Vừa ăn, vừa nhìn vòng mông mê người của Mộc Lan. Bất tri bất giác ăn càng nhiều. Mộc Lan đối với phu quân lưu manh của mình bó tay, chỉ có thể làm giả vờ ngó lơ. Cái gì, bảo thẩm lãng thi đấu thơ à? Ra vẻ khoe tài làm mất mặt sao, hoàn toàn không tồn tại. Người ta hai đại nhân vật, một thám hoa, một nhất giáp tiến sĩ, phải đặc biệt tới kiểm tra học vấn một tên ở rễ, suy nghĩ nhiều quá. Huyền Vũ Bá, 20 năm lại đến. Ngôn Vô Kỵ nói. Nghe những lời này, tất cả mọi người buông đổ xuống. Bởi vì, đã đến chuyện chính. Ngôn Vô Kỵ nói Tổng đốc Đại Nhân lần này phái ta đến đây, liền là muốn để ta hỏi một câu, đối với chuyện tranh chấp đảo Kim Sơn, Huyền Vũ Bá suy nghĩ thế nào? Có cần phủ Tổng đốc điều giải hòa bình không? Đây mới là mục đích hai vị Đại Nhân đến thăm. Tranh chấp đất phong đảo Kim Sơn, cái này quan hệ đến âm mưu rất nhiều năm trước của quốc quân. Không cần nói chi tiết lịch sử, tóm lại Tấn Hải bá tước phía Bắc cho rằng đảo Kim Sơn này là thuộc về ông ta, mà phủ bá tước huyền vũ thì cho rằng đảo Kim Sơn là thuộc về gia tộc họ Kim. Hai nhà vì thế gần như huy động vắt óc tranh chấp, cãi hơn 100 năm, kiện cáo này cuối cùng cũng chẳng rõ. Gia tộc đôi bên cũng có thể liệt kê ra 100 chứng cứ chứng minh bản thân có quyền bất khả xâm phạm trên đảo Kim Sơn. Cuối cùng do đời trước quốc quân hạ chỉ, trong vòng thời hạn 20 năm đảo Kim Sơn sẽ tiến hành tỷ thí văn võ, người nào thắng thì đất phong sẽ thuộc về người nấy. Nếu như đó là một hòn đảo nhỏ nhoi thì tính làm gì? Mấu chốt là trên đảo Kim Sơn có hàm lượng quặng sắt rất cao, còn kèm theo khoáng sản khác, người nào lấy được quyền khai thác đảo này, thu nhập kinh tế hàng năm ít nhất đề cao 30%. 20 năm trước, Phủ Bá Tước Huyền Vũ Thua, tổn thất một lượng tài nguyên, thật là có chút thương gân động cốt. Hôm nay Phủ Bá Tước khủng hoảng tài chính, trừ bởi vì có con sâu mọc hứa văn chiêu đào ra mất đi đảo kim sơn cũng là nguyên nhân trực tiếp hơn có thể nói sau khi mất đi đảo kim sơn cuộc sống phủ bá tước huyền vũ bị người ta làm gãy nửa đoạn bá tước huyền vũ nói vậy ý tổng đốc đại nhân như thế nào ngôn vô kỵ nói tổng đốc đại nhân nói mọi người dĩ hòa vi quý đem đảo kim sơn phân thành hai phía bắc về phủ bá tước tấn hải phía nam về phủ bá tước huyền vũ nghe những lời này bá tước huyền vũ tức khắc nổi giận xem ta quá thành thật nên ăn hiếp sao, ai cũng biết, khoáng sản toàn bộ đảo Kim Sơn chính đều ở phía bắc, phía nam chỉ có giải đất nhiễm phèn và bãi cát, rừng cây mà thôi. Nhưng mà mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng bá tước đại nhân sẽ không cự tuyệt ngay mặt, chẳng qua là bưng ly rượu lên nói uống rượu, uống rượu. Ngôn vô kỵ đương nhiên biết là kết quả này, nên không lên tiếng nữa. Ông ta đại biểu tổng đốc đại nhân bày tỏ ý một chút, đại biểu ta đã tới điều giải qua là được. Còn lại hai nhà phủ bá tước huyền vũ cùng phủ bá tước tấn hải có đánh nhau vải CT thế nào ta cũng không có ý kiến, hơn nữa đánh cho càng ác càng tốt. Kế tiếp, bữa tiệc liền tiến vào thời gian rắc rưỡi. Mọi người cũng không quá quen thuộc, vẫn là kẻ thù giai cấp, cũng không nhất định phải cố mà chuyện trò. Bá tước huyền vũ cũng không phải cái loại này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người khéo léo. Bá tước phu nhân tuy rằng nhạy bén, nhưng ghét ác như thù, không thích ẩn giấu còn thế tử kim một thông thì sao a à, xin lỗi không phát hiện ngươi cũng ở đây thẩm lãng mặc dù là người ở rễ địa vị thấp nhưng tốt xấu cũng có ngoại hình đẹp trai người khác cuối cùng nhịn không được phải ngó vài lần sau khi xem xong còn muốn liếc lại một chút yên lặng tính toán xem đẹp trai thế này nên là hạng nhất hay hạng nhì rõ ràng soái vô đệ nhất mỹ vô đệ nhị còn tên béo ở lì trong nhà kim một thông này hoàn toàn là nhân vật làm nền. Tất cả mọi người ở đây không nói lời nào, toàn bộ tiệc có vẻ càng yên lặng. Ngay khi cái không khí này đặc biệt lúng túng. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng động lớn xôn xao. Mơ hồ còn có thể nghe vô số người hô to. Giao ra thẩm lãng, giúp người đền mạng, giao ra thẩm lãng, giúp người đền mạng, thẩm lãng không khỏi thở hắt ra, cả người đều nhẹ nhõm. Ôi chao, trò hay rốt cuộc đã tới, con mẹ nó nãy giờ mình chờ đến buồn ngủ ríu cả mắt thật không hổ danh đại nhân vật hai người ngôn vô kỵ cùng trương xung rõ ràng nghe đến bên ngoài tiếng động ồn ào lớn lại ra vẻ như không nghe thấy gì cả bá tước đại nhân nghe được tức khắc biến sắc bản năng sẽ phải đứng dậy thế nhưng phu nhân rất nhanh níu tay áo ông lại chàng ngốc thế rõ ràng là âm mưu của địch nhân chàng còn muốn chủ động ra tiếp cận đàn bà đẹp có đôi mắt biết nói lời này chẳng giả nửa điểm phu nhân căn bản cũng không cần mở miệng chỉ cần một ánh mắt liền có thể để chồng biết mình nói cái gì thế là bá tước đại nhân cũng ra vẻ không nghe được tiếng ồn ào lớn bên ngoài âm thầm uống rượu thế nhưng trong lòng lo lắng hơn ai hết vậy không ai dẫn đầu cũng không được a à, thẩm lãng đều có chút nóng nảy chờ mãi không được thì bản thân ta dẫn đầu ra mặt thẩm lãng bên ngoài hình như có người đang gọi ca tên béo ở lì trong nhà kim một thông nói tối hôm nay câu nói đầu tiên tiếp đó Cả liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt giết người khác nhau đến từ cha, mẹ và chị gái của gã. Cổ của gã không khỏi rụt lại, thực sự muốn đem đầu lớn nhét vào bên trong lũng quần cùng chỗ với đầu nhỏ. Lúc này nội tâm gã chỉ có một thanh âm, tối hôm nay, mình chết chắc rồi, mình nhất định sẽ bị đánh chết tươi. Nhìn thấy bá tước đại nhân đang giả bộ ngốc, thành chủ liễu vô nham chỉ có thể mở miệng nói bên ngoài sao có tiếng động xôn xao như thế, đi tra hỏi một chút. Ông ta ở sai võ sĩ phủ thành chủ mặc dù có chút tiếng động lớn nhưng cũng không thể bỏ qua một lát sau hai quan quân rất nhanh tiến vào đại sảnh một là phủ thành chủ quan quân một là phủ bá tước bách hộ kim trình chủ nhân bên ngoài có hơn một nghìn dân chúng bao vây tấn công phủ bá tước kim trình lo lắng nói lần này sắc mặt bá tước cùng phu nhân đều hoàn toàn thay đổi hơn một nghìn người bao vây tấn công đó chính là có đại âm mưu Mục tiêu không chỉ là muốn đẩy Thẩm Lãng vào chỗ chết, thậm chí là muốn đem phủ bá tước cũng kéo xuống nước. Thành chủ Liễu Vô nham cải giận nói to gan lớn mật ca. À. Lại bao vây tấn công phủ bá tước, bộ muốn tạo phản à? Là ai dẫn đầu? Phủ thành chủ quan quân nói là dân quân thủ lĩnh Tống Nghị thôn Phong Diệp, hắn tuyên bố con trai của mình vô duyên vô cớ bị cô gia phủ bá tước Thẩm Lãng đá chết, mang theo xác con trai, muốn để phủ bá tước giao ra Thẩm Lãng, đòi lại một công đạo. Chuyện này bá tước đại nhân là biết. Thậm chí ông cũng không có mở miệng trách cứ thẩm lãng, thật sự là một nhà tống nghị quá phận, lại đem con lớn nhất ném ở khe suối chờ chết. Cái súc sinh nhỏ được đại ca của mình cứu một mạng sau chẳng những không cảm kích, ngược lại còn hối thúc cho đại ca chết đi. Đại ngốc là bằng hữu duy nhất của thẩm lãng, lúc đó xúc động phẫn nộ phía dưới đá ra một chân, mặc dù có chút không lý trí, nhưng bá tước đại nhân có thể lý giải. Sau hắn phái kim trung đi tìm tống nghị nói chuyện, hơn nữa còn tặng một khoản tiền. Lúc đó Tống Nghị rõ ràng biểu hiện cảm ơn chảy nước mắt, căn bản không có chút ý kiến truy cứu, hơn nữa con trai của tên đấy căn bản không có nguy hiểm đến tánh mạng, thế mà hôm nay lại chết, bá tước đại nhân cảm giác sâu sắc rằng đối phương ác độc. Thành chủ huyền vũ liễu vô nham sau khi nghe xong bè nói thẩm lãng cô gia là người đọc sách, làm sao có thể có hành vi như thế, tiếp tục, ông ta đứng lên nói ngôn tiên sinh, thái thú đại nhân, huyền vũ bá, chuyện này quan hệ đến danh dự phủ bá tước, không bằng gọi vào đây tra ra cái manh mối như thế nào, ngôn vô kỵ cùng Trương xung đương nhiên sẽ không mở miệng, lấy tư cách đại nhân vật bọn họ ngồi ở chỗ này là được rồi, nếu như còn muốn mở miệng trợ giúp, vậy mất thân phận. Bá tước huyền vũ kim trác biết, hôm nay phiền phức lớn đến rồi. Đối phương phải trả giá một cái mạng để giết chết con rể ông ta. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ông dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Ông ta liền phải đối mặt một lựa chọn, hoặc là hy sinh bỏ đi thẩm lãng, hoặc là phụ bá tước cũng bị kéo xuống nước phu nhân lại đang bên cạnh kéo kéo tay áo của ông đôi mắt biết nói kia chỉ trừng một cái để bá tước hiểu bà muốn nói gì nếu chàng dám bỏ lãng nhi thiếp tuyệt đối không tha cho chàng đâu bá tước đại nhân đưa đi một đường ánh mắt ngươi yên tâm vi phu là người như vậy à ta tuyệt đối sẽ không hy sinh lãng nhi ánh mắt của bá tước phu nhân trở nên dịu dàng mà lại kiên định có cửa ải gì khó khăn vợ chồng chúng ta cùng nhau vượt qua Bá tước đại nhân nhìn bằng ánh mắt dịu dàng có vợ như nàng, còn cầu mong gì nữa. Thật không hổ danh ân ái phu thê, căn bản liền không cần dùng miệng giao lưu, trực tiếp dùng ánh mắt giao lưu. Đây mới thực sự là bạn tri kỷ, hít một hơi thật sâu, bá tước đại nhân lấy lại tinh thần, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Để cho bọn họ vào đây, một lát sau, hai người điền hoành, tống nghị mang sát một thiếu niên đi đến. Còn có một phu nhân chật vật không thể tả, tóc tai bù xù, mắt sung huyết, trên người bị thương, dáng vẻ tiều tụy, trên người thậm chí còn có mùi khai nước tiểu bụi phẫn của bà, đau lòng tan thương của bà, nhìn đã thấy không phải ra vẻ, thật đến không thể thật hơn. Sau khi đi vào, Tống Nghị trực tiếp quỳ xuống, chỉ vào thẩm lãng keo thất thanh tên giặc, người trả mạng cho con trai ta. Mặt của bá tước đại nhân không chút thay đổi. Thành chủ liễu vô nham lấy tư cách chủ quan, chật vỗ bàn một cái lạnh lùng nói ở đây là vùng nào. Sao dám làm chuyện ồn ào xôn xao, Tống Nghị không ngừng dập đầu nói thành chủ đại nhân, bá tước đại nhân, mời các ngài vì tiểu dân làm chủ A, à, ông ta biết rất rõ ràng sứ giả tổng đốc đại nhân, thái thú đại nhân cũng ở đây, lại ra vẻ hoàn toàn không biết. Thành chủ liễu vô nham nói phát sinh chuyện gì, ngươi kể đầu đuôi câu chuyện. Tống Nghị nức nở nói thẩm lãng ở rễ phủ bá tước lúc trước, đã từng là một tên dân bình thường thôn phong diệp, hắn từ nhỏ tính tình lầm lì cùng tất cả mọi người quan hệ cũng không tốt, cùng tống sung nhà tiểu dân lại càng thêm mâu thuẫn, nhưng chẳng qua là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, ai có thể nghĩ tới tên tiểu nhân thẩm lãng này lấy oán trả ơn, đắc chí càng ngông cuồng hơn. Nói đến đây, thành chủ liễu vô nham nhíu mày một cái. Cáo trạng thì ngươi chỉ cần nói cho rành mạch là được, còn kể lễ dài dòng làm cái gì, Tống Nghị tiếp tục nói thẩm lãng tiểu nhân đắc chí, sau khi ở rễ phủ bá tước lập tức khẩn cấp trở lại trong thôn diễu võ dương oai. Bởi vì con tiểu dân Tống Sung cùng hắn từng có mâu thuẫn, hắn trực tiếp vọt tới trong nhà ta, làm trò trước mặt thê tử tiểu dân, đồng thời một chân đá trúng hạ thể con tiểu dân, chờ tiểu dân đem con trai đưa đến thành huyền vũ cứu trị đã không còn kịp rồi, nó rõ ràng bị tên xuất sinh thẩm lãng này đá chết. Tiếp đó, Tống Nghị đẩy hắn con trai Tống Sung y phục trên người. Trên người rất nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là chỗ hạ thể, sưng như ấm trà, miệng ấm trà còn đặc biệt nhỏ. Mấy vị đại nhân xem này, thẩm lãng ác độc cỡ nào, lại với con trai của tiểu dân hạ độc thủ như vậy, con trai của tiểu dân chẳng qua tranh cãi mấy câu với hắn mà thôi tống nghị gào khóc hôm nay tiểu dân người đầu bạc tiễn người đầu xanh đã sớm không muốn sống đánh bạc cái tánh mạng này cũng muốn lấy lại công đạo xin mấy vị đại nhân vì tiểu dân làm chủ kim một lan bỗng nhiên hỏi con trai ngươi khi nào chết tống nghị nói sau khi trúng đòn hiểm của thẩm lãng đã chết ngay đêm hôm ấy kỳ thực tống sung là hôm qua mới được điền hoành để cho người ta giết chết nhưng lúc này nhưng không có pháp y lợi hại gì có thể phán đoán thời gian chết chính xác Kim Mộc La nói vậy ngươi lúc đó vì sao không đến phủ bá tước lấy lại công đạo, luôn luôn chờ đến lúc này mới đến, Tống Nghị nói bởi vì tiểu dân sợ A, à, sau khi con tiểu dân Tống sung chết, tiểu dân lập tức liền muốn tới phủ bá tước lấy lại công đạo. Nhưng thật không ngờ có một người tìm được, hắn ta tự xưng là tâm phúc bá tước đại nhân, cho tiểu dân một khoản tiền vàng, đồng thời uy hiếp tiểu dân không cần lắm miệng, bằng không liền giết cả nhà của tiểu dân, còn không có con trai, còn có thể sinh nữa. Tức khắc, sắc mặt bá tước đại nhân tái xanh lẽ nào những năm gần đây ông ta bảo thủ cẩn thận thực sự để cho người ta cảm thấy phủ bá tước huyền vũ đã không để cho người sợ hãi à bá tước huyền vũ nhìn điền hoành một cái thản nhiên nói điền hoành vì sao ngươi ở đây điền hoành nói khởi bẩm huyền vũ bá đây tống nghị là thập nhân trưởng dân quân là thuộc hạ của thần thân làm trưởng quan của hắn có trách nhiệm vì hắn lấy lại công đạo kỳ thực lúc này điền hoành không nên tới ông ta và thẩm lãng có quán hận cũ cho nên căn bản không nên xuất hiện ở trong trường hợp này nhưng ông ta thực sự nhịn không được a à, ông ta và thẩm lãng thù sâu như biển thực sự nghĩ muốn đích thân đem tên súc sinh tiểu bạch kiểm này đưa vào chỗ chết thành chủ liễu vô nham nói tống nghị ngươi luôn miệng nói thẩm lãng đánh chết con của ngươi có thể chứng cứ gì nào tống nghị nói ngày đó thẩm lãng vọt vào nhà ta rất nhiều người đều gặp được có thể làm chứng cho ta thành chủ liễu vô nham nói truyền nhân chứng một lát sau bốn tên dân thôn phong diệp đi đến toàn bộ cũng là thanh tráng dân quân tiểu nhân chính mắt thấy được thẩm lãng tiến vào tống nghị trong nhà có thể làm chứng bốn người đồng thời mở miệng làm chứng tiểu nhân còn nghe được thẩm lãng sau khi tiến vào trong nhà tống nghị bên trong truyền đến tiếng đùa dẫn tiểu nhân có thể làm chứng thành chủ liễu vô nham nói thẩm cô gia ngươi có lời gì nói thẩm lãng thậm chí cũng không có đứng lên vô tội nói đúng là ta từng vào nhà tống nghị nhưng ta không có đánh người ta đến đưa bạc. Đại ngốc là bạn tốt của ta, ta đưa bạc cho Tống Thị, để cho bà ta sau này cho đại ngốc ăn no. Tống Nghị lạnh lùng nói ngươi nói láo, rõ ràng là ngươi một chân đá chết con trai của ta Tống Sung, vợ ta ở bên cạnh chính mắt thấy được, dân thôn phong diệp cũng ở bên ngoài nghe thấy tiếng đùa dẫn treo gẹo. Thành chủ liễu vô nham nói Tống Thị, ngươi xác định ngươi thấy được, hai mắt Tống Thị tức khắc tràn đầy thù hận, cắn răng nghiến lợi nói dân phụ xác định đã thấy được. Tống Nghị ra sức dập đầu chảy máu nói mấy vị đại nhân, xin hãy cho tiểu dân một công đạo. Điền Hoành nói căn cứ luật pháp Việt quốc của chúng ta, giết người đền mạng, hoàng tử phạm pháp còn cùng tội như thứ dân, huống chi thẩm lãng chẳng qua là người ở rễ phủ bá tước. Xin chư vị đại nhân cùng bá tước đại nhân lo liệu công chính, vì thuộc hạ của thần đòi lại một công đạo. Thành chủ liễu vô nham khổ sở nói huyền vũ bá, căn cứ luật pháp, người giết người quả thực phải đền mạng. Không bằng để thẩm lãng cô gia theo chúng ta để tra rõ mọi chuyện thì sao? Lúc này, đám bang chúng hắc y bang bên ngoài phủ bá tước cùng hô vang giết người đền mạng, giết người đền mạng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Tống Thị bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói mấy vị đại nhân, dân phụ chính mắt thấy được chồng dân phụ Tống Nghị điên cuồng đánh tà nhẫn con trai, đồng thời một chân đạp bay nó. Mà con trai lúc đầu bị thương không nặng, đưa đi thành huyền vũ cứu trị sắp khỏi, nhưng Điền Hoành đại nhân trước tới thăm xong, con dân phụ lại chẳng biết tại sao liền chết. Tiếp đó, Tống Thị quỳ xuống dập đầu, thanh âm như là chim quyên khấp huyết. Nhất định là Điền Hoành giết chết con trai của dân phụ, hơn nữa hắn còn thúc ép dân phụ vu cáo thẩm lãng, bằng không liền muốn giết cả nhà dân phụ. Xin chư vị đại nhân vì dân phụ làm chủ, giúp người đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Nghe những lời này từ Tống Thị, tức khắc mọi người như là xét đánh ngang tai, bị sốc đến choáng váng. Nghe những lời này từ Tống Thị, tất cả mọi người trong nháy mắt đứng sững sờ hoàn toàn là yên tĩnh như chết xảy ra chuyện gì xuất hiện ảo giá cà chuyển hướng này quá lớn không phản ứng kịp a à? tối hôm nay không phải hại thẩm lãng sao thế nào lại xoay chuyển tất cả mà phản ứng nhanh nhất chính là điền hoành lúc này lông tơ của ông ta đều dựng lên giống như giả thú gặp nguy hiểm Phát, có âm mưu có âm mưu lớn ông ta trước tiên ngó thẩm lãng bởi vì bị chơi quá nhiều lần Quả nhiên, gương mặt của thẩm lãng vẫn tuấn mỹ vô cùng, vẫn mỉm cười vô cùng phúc hậu và vô hại. Ý muốn cầu sinh mãnh liệt để Điền Hoành muốn lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng trực giác nhạy bén lại nói cho ông ta biết, không chạy được, mày đã bị cái tên tiểu bạch kiểm độc ác thẩm lãng này theo dõi. Thằng ranh ác độc này một khi cắn con mồi tuyệt đối không nhã. Mà lúc này, hai đại nhân vật trương sung cùng ngôn vô kỵ mới lần đầu tiên liếc mắt nhìn về thẩm lãng. Hành chủ liễu vô nham cũng hoàn toàn kinh ngạc, tức khách cảm thấy có chút khát nước, uống xong một chén nước, khẳng giọng cất lời tống thị, không phải là ngươi bởi vì đau thương quá độ, cho nên nói lời mê sản hay sao, tiếp đó, ông ta liếc xéo tống nghị một cái. Ánh mắt của Điền Hoành như dao nhỏ đâm về hướng tống nghị. Vợ ngươi dậy thế nào vậy? Mau bảo ả đổi giọng, bằng không ngươi nhất định phải chết, trong đám người này, kẻ cực kỳ kinh hãi chính là tống nghị, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn thê tử của chính mình đây, đây là người vợ ngủ cùng bản thân mình mười mấy năm sao? Vì cái gì mà xa lạ như thế, Tống Nghị rung giọng nói nương tử, nàng làm sao vậy? Đau lòng quá độ mà nói nhảm sao? Rõ ràng là tên giặc thẩm lãng này đã chết con trai chúng ta, nàng tận mắt thấy, vì sao lúc này lại đổi giọng vậy? Tống thị tràn trề thù hận mà nhìn chằm chằm người chồng của mình rõ ràng là ngươi, ta tận mắt thấy ngươi một chân đá trúng hạ thể của sung nhi. Thẩm lãng đã đến trong nhà của chúng ta, nhưng là tới đưa bạc, bởi vì nó sợ đại ngốc ở nhà của chúng ta ăn không đủ no người vợ kia không phải là đang nói mê sản bà ta cố ý nói như vậy tống nghị thực sự hoàn toàn kinh ngạc sững sờ toàn thân bắt đầu run rẩy vô biên vô tận nguy hiểm bắt đầu tràn ra toàn thân nàng nàng đến tột cùng phát điên gì vậy tống nghị run rẩy nói thẩm lãng cho nàng chỗ tốt gì có phải hắn ta uy hiếp nàng thành chủ liễu vô nham lạnh giọng nói tống thị có nhiều đại nhân tại đây như vậy làm chứng giả là có hậu quả nghiêm trọng lại nói tống sung là con trai các ngươi yêu thương nhất làm sao phụ thân tống nghị phải đá nó hơn nữa còn đá vào vị trí hạ thể tống thị run rẩy nói nguyên nhân của chuyện này dân phụ khó có thể mở miệng điền hoành nói ngươi rõ ràng là đang nói láo có cái gì khó lấy mở miệng ngươi thu lợi lộc gì ở chỗ thẩm lãng ngươi bị hắn đe dọa cái gì thẩm lãng cũng không phản bác một câu trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhìn hết chuyện này thật giống như cả chuyện không có quan hệ gì với hắn vậy tống thị chợt cắn răng nói bởi vì sung nhi mới lớn đối với nữ nhân có điều hiếu kỳ ngày đó chính lén lúc nhìn dân phụ tắm sau khi tống nghị về nhà phát hiện dưới cơn nóng giận liền đá vào sung nhi một cái sau đó lại đặc biệt hối hận vội vàng mang theo sung nhi đến thành huyền vũ trị thương nghe những lời này tất cả mọi người ồ lên vẫn còn có chuyện đến nước này sao một lan cùng bá tước phu nhân mặt đỏ tới mang tai ở đây có một số đàn ông cá biệt thậm chí bắt đầu nhớ lại chuyện của thuở thiếu thời của mình đầu tống nghị tức khắc phải nổ tung vậy thật không ngờ con vợ này lại quay sang cắn ngược mình một cái đây là kẻ đầu ấp tay gối sao đây rõ ràng là một con rắn độc mà đều nói phu thê vốn chẳng khác gì chim rừng tai vạ đến thì bay mỗi hướng bây giờ còn chưa có tai vạ đến nơi con ả này đã cắn ta một cái tiện nhân Ngươi nói bậy, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, Tống Nghị giận dựa vào vợ. Điền Hoành cả giận nói Tống Thị, ngươi không nên tự lầm, làm ra cái trò người thân thì đau, kẻ thù thì vui. Nếu có người uy hiếp ngươi, ngươi có dũng khí nói ra, sứ giả tổng đốc đại nhân ở đây, thái thú đại nhân cũng ở đây, có người sẽ vì ngươi làm chủ. Nghe những lời này, ánh mắt ngôn vô kỵ cùng Trương Xung phát lạnh. Ngu ngốc! Trương Tấn trong lòng tức giận mắng ngôn vô kỵ cùng trương xung đại nhân là nhân vật cỡ nào há là ngươi có thể mượn tới đè người hai người bọn họ có thể ngồi ở chỗ này cũng đã là phân lượng lớn nhất chẳng lẽ ngươi còn muốn phải hai đại nhân vật này tự kết thúc ngươi xem đấu tranh chính trị trở thành cái gì ngươi xem sứ giả tổng đốc và thái thú trở thành cái gì vậy điền hoành đây không nói lời nào cũng được tống thị trực tiếp vọt tới trước mặt hai vị đại nhân dập đầu chảy máu nói hai vị đại nhân hãy làm chủ cho dân phụ hãy làm chủ cho dân phụ Trương Sung cùng ngôn vô kỵ có thể không thèm để ý Điền Hoành chút nào, bởi vì họ là quan, còn tên kia chẳng qua là giang hồ trong lùng cỏ, trừng mắt lạnh lùng là thái độ chính xác. Nhưng đối với Tống Thị lại không thể như thế, ngược lại phải cố tỏ vẻ ôn hòa. Bởi vì Tống Thị là dân, hơn nữa còn là người đáng thương vừa có tan sự. Điều này cũng giống như quan to đi thị sát cấp dưới, có khi tỏ vẻ lạnh lùng với quan viên cùng đi nhưng đối với dân chúng bình thường phải thái độ hòa nhã, hỏi han ân cần, còn có thật tâm hay không cũng chả ai biết. Trương Sung cất giọng ôn hòa hiếm thấy ngươi có gì oan khuất, hãy kể hết ra đi. Tống Thị khóc thúc thích nói con trai của dân phụ bị chồng dân phụ đá bị thương, vốn sẽ không chết khi đưa đến y quán thành huyền vũ không có nguy hiểm tính mạng, cùng lắm chẳng qua là cắt đi hai trứng, sau đó sẽ khó mà nối dõi tông đường. Đã nhiều ngày dân phụ luôn luôn ở bên giường chăm sóc con mình, hôm qua buổi chiều bọn họ bỗng nhiên ép buộc tiễn dân phụ về nhà buổi trưa hôm nay chồng dân phụ bỗng nhiên về nhà nói với ta sung nhi đã chết nói đến đây tống thị lại một lần nữa gào khóc tiếng khóc này là thật đến không thể thật hơn dù sao bà ta cũng hiểu rõ con trai mình nhất chẳng biết tại sao phải chết như vậy là mẹ đương nhiên đau muốn chết tống thị tiếp tục nói tiếp theo chồng của dân phụ về nói cho dân phụ biết nhất định phải trả đũa thẩm lãng nói là hắn đá chết con trai của dân phụ sau khi đến thành huyền vũ điền hoành lại một lần cảnh cáo dân phụ bảo đổ tội cho thẩm lãng là hung thủ giết người. Nói lần này thẩm lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần thành công giết chết thẩm lãng, chồng của dân phụ liền sẽ trở thành đình trưởng trấn hàng thủy. Cái gì là lời nói dối ghê gớm nhất? Bảy phần thật, ba phần giả, mà lúc này Tống Thị nói xong, đúng là lời nói dối theo đúng công thức đó. Then chốt thái độ cực kỳ bi thương của bà là thật, thù hận khắc cốt ghi xương của bà cũng là thật. Nhất định là Điền Hoành giết chết con trai của dân phụ, xin đại nhân vì dân phụ làm chủ, xin đại nhân vì dân phụ làm chủ. Tống thị không ngừng dập đầu, thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, để cho người ta cực sợ. Điền hoành toàn thân run rẩy, chỉ vào tống thị nói ngươi, ngươi tiếp đó, hắn trực tiếp hướng trương xung quỳ xuống nói đại nhân, đây nhất định là âm mưu của thẩm lãng, ngài không biết, thẩm lãng này âm hiểm mát độc cực kỳ, tất cả chuyện này đều là âm mưu của hắn. Thẩm lãng mở to mắt, như là một chú thỏ trắng vô tội, bất đắc dĩ vuốt tay tại sao ngươi lại đổ oan cho ta như vậy tối hôm nay ta còn chẳng nói câu nào các ngươi vừa rồi nói xấu ta giết người ta cũng không có mở miệng cãi lại làm người tại sao có thể như cục ship thế này trương xung lạnh lùng liếc xéo điền hoành một cái một trận này thua rồi những người này lại vẫn vọng tưởng còn bẻ ngoặt trở lại liễu vô nham bắt người trương xung thản nhiên nói nghe những lời này thẩm lãng trong lòng than thở lợi hại biểu hiện ra nhìn trương xung hạ lệnh thành chủ bắt người thực tế lại là đúng lúc dừng tổn hại vững vàng bắt được quyền chủ động bằng không bước tiếp theo thẩm lãng là sẽ hỏi tội điền hoành sai khiến tống thị vu cáo thẩm lãng hãm hại phủ bá tước lòng thành chủ huyền vũ liễu vô nham tràn đầy đau khổ trực tiếp vung tay lên nói bay đâu đem điền hoành tống nghị bắt đem tống thị cùng nhau mang về phủ thành chủ nhất định phải kiểm tra ra cho được manh mối nghe những lời này tống thị kinh hãi nếu là đến phủ thành chủ, làm sao mạng bà còn, thế nhưng lúc này căn bản không cần thẩm lãng mở miệng, bá tước phu nhân trực tiếp đi xuống, cũng không để ý đến mùi khai trên người tống thị, trực tiếp dắt tay bà ta nói thật là một người đàn bà đáng thương, làm sao lại bị dày vò đến thế này. Lại còn có cậu bé kia vừa chết, bay đâu, kiên sát thiếu niên này xuống, tìm một mảnh đất tốt an tán đi. Tiếp đó, bá tước phu nhân hướng tống thị nói ngươi là đồng hương của lãng nhi, cũng coi như là con dân của phủ bá tước huyền vũ chúng ta mấy ngày nữa sống tạm trong phủ của ta cho khỏe, đỡ phải bị hoảng sợ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ngài nói có đúng không? Thái thú đại nhân. Bá tước phu nhân bỗng nhiên hướng Trương Xuân bèn hỏi. Bá tước phu nhân ép buộc giữ lại tống thị, trình độ nào đó thì không hợp pháp. Nhưng bà cũng là đàn bà, cũng là một người mẹ, làm như vậy không hợp pháp nhưng hợp lý. Lúc này thái thú Trương Xuân chẳng lẽ nói không được, ngài nhất định phải đưa tống thị đến phủ thành chủ sao, cho nên khuôn mặt thái thú đại nhân này trở nên dữ tợn thế nào trương xung để liễu vô nham mang đi điền hoành bá tước phu nhân giữ lại tống thị điều này vô cùng công bằng phu nhân nói có lý trương xung nói tiếp đó trương xung hướng ngôn vô kỵ nói ngôn tiên sinh lúc này cũng không còn sớm không bằng chúng ta trở về thành nghỉ ngơi thôi ngôn vô kỵ nói được tiếp đó hai đại nhân vật cùng bá tước huyền vũ nói lời chia tay liễu vô nham Vụ án này ngươi nhất định phải tra rõ cho tất cả mọi người một cái công đạo. Trương Xuân Thản nhiên phân phó. Vâng. Thành chủ Liễu Vô Nham cung kính đáp. Tiếp đó, Thành chủ chợt hét lớn một tiếng bay đâu, nhốt Điền Hoành cùng Tống Nghị vào Đại Lao. Ngày mai hậu thẩm. Lúc Trương Xuân hướng Bá Tước đại nhân cáo biệt, bỗng nhiên Hướng Thẩm lãng ngó một cái, nói với Kim Trác Bá Tước đại nhân, thằng con rể này của ngài thật đúng là để cho người ta phải lau mắt mà nhìn bá tước đại nhân tự mình tiễn ngôn vô kỵ cùng trương xung ra phủ thẩm lãng cùng thành chủ liễu vô nham ở phía sau vị thành chủ đại nhân này rất không hài lòng trên mặt lộ nụ cười ưu nhã dối trá bởi vì người đọc sách phải có phong độ nhưng ánh mắt của ông ta một mảnh băng giá đây là điển hình cho loại người ngoài mặt cười vui vẻ trong lòng một bồ dao găm điền hoành được hai võ sĩ phủ thành chủ áp giải lúc này ánh mắt của ông ta nhìn trầm trầm thẩm lãng gay gắt dường như muốn cắn người khác lần này kế hoạch ông ta chu đáo hơn nữa vừa đúng gặp phải tổng đốc sứ giả cùng thái thú đại nhân đang ở phủ bá tước vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào không ngờ tên tiểu bạch kiểm thẩm lãng này lại gian trá như thế không những tránh thoát một kích trí mạng này hơn nữa còn ác độc mà bị cắn ngược lại một cái thẩm lãng tiến lên phía trước nói điền ban chủ ngươi làm gì dùng ánh mắt dọa người nhìn ta như thế thẩm lãng ngươi rất đắc ý đúng không điền hoành lạnh giọng nói không có thật không có thẩm lãng nói ngươi không chết nghiệt duyên chúng ta sẽ không có kết thúc ta như thế nào đắc ý vậy ta là người nông cạn đến thế sao ta chết điền hoành cười to nói ngươi mới làm xuân thu đại mộng người nào dám giết ta phủ thành chủ phủ thái thú lời này của điền hoành ngược lại không có nói sai liễu vô nham hạ lệnh bắt bỏ ông ta vào đại lao thật chỉ là làm dáng một chút mà thôi phủ thành chủ là chỗ dựa vững chắc của điền hoành đôi bên hoàn toàn là quan hệ mật thiết ông ta vào đại lao thành huyền vũ chẳng khác gì về nhà vậy điền hoành nói thẩm lãng ta cam đoan với ngươi trong vòng ba ngày ta là có thể bình yên vô sự mà từ trong tù xuất hiện hơn nữa không có nửa điểm hành vi phạm tội điểm ấy không chỉ có điền hoành tin thẩm lãng cũng tin trên điền hoành có tội gì nào tống sung chết ông ta có hiềm nghi nhưng ông ta dễ dàng có thể thoát tội đem tất cả giao cho tống nghị cũng được về phần hắn thúc ép tống thị vu cáo thẩm lãng phủ thành chủ hoàn toàn có thể xử qua loa điền hoành ta đây không biết tống sung không phải thẩm lãng nhà ngươi giết lòng đầy căm phẫn vì thuộc hạ lấy lại công đạo không phải vô cùng bình thường à điền hoành cắn răng nghiến lợi nói thẩm lãng ngươi biết nếu ta qua được cửa ải này sau đó sẽ làm như thế nào thẩm lãng lắc đầu nói không biết điền hoành nói ta sẽ đem sòng bạc tạm thời chuyển giao cho những người khác như thế ta lại đã không có kẻ hở tiếp đó ta dùng hết tất cả lực lượng tất cả thời gian tất cả bản lĩnh giết chết ngươi ta mỗi ngày cũng chỉ là một chuyện nghĩ biện pháp giết chết ngươi đây là điền hoành lớn nhất ý chí bây giờ sự nghiệp gì lý tưởng gì cái gì quyền thế đều phải vứt ở một bên trước giết chết thằng nghiệt xúc trước mắt này lại nói hắn điền hoành từ phái nước đến việt quốc còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy toàn bộ trong lòng hắn tràn đầy chiến đấu khí tức tự như khi hắn và đệ đệ năm đó lánh nạn phái nước như vậy thẩm lãng nhìn điền hoành ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết. Tiếp tục, thẩm lãng nở ra một nụ cười đúng tiêu chuẩn Mỹ Nam tử nhất, chỉ lộ một chút răng. Điền hoành, ngươi sắp chết ngay thôi, điền hoành kinh ngạc, tiếp đó cười nói ha ha ha, súc sinh nhỏ mơ mộng hảo huyền à bên trên thành chủ liễu vô nham cũng liếc về phía thẩm lãng một cái, ánh mắt kia giống như liếc về một tên ngốc viện hoành chết, đùa dẫn gì thế, điền hoành là cây rụng tiền của ông ta, là một trong vũ khí sắc bén nhất của ông ta, làm sao có thể sẽ chết, muốn để cho bọn họ giết chết Điền Hoành. Thật là mơ mộng hảo huyền. Thành chủ liễu vô nham thản nhiên nói thẩm lãng cô gia, vụ án này còn chưa có như vậy kết thúc, lời nói không thể nói được tuyệt đối như vậy, nói không chừng ngày mai ta liền gọi đến ngươi vào phủ thành chủ. Tiếp đó, ông ta nhìn thấy huyền vũ bá tước đã đem ngôn vô kỵ cùng trương sung thái thú đưa ra phủ, không khỏi nhanh hơn vài bước, đuổi về phía trước. Thành chủ đại nhân chẳng qua là nhịn không được nói một cái, bằng không với loại ở rễ như thẩm lãng, nếu ông ta cùng cãi ở đó, rõ ràng bôi nhọ thân phận. Sau khi rời khỏi phủ bá tước, đám người liễu vô nham không người sau lưng trương sung. Lúc này ngay cả diễn trò đều không cần, điền hoành đều không cần giải đi. Thái thú đại nhân, người xem vụ án này nên xử thế nào? Thành chủ liễu vô nham nói. Thái thú trương sung không để ý đến, vẫn cùng ngôn vô kỵ đi về phía trước. Liễu vô nham nhanh hơn vài bước thủ thị thái thú đại nhân, cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này, có phần quá đáng tiếc. Trương xung cùng ngôn vô kỵ vẫn không nói gì. Lúc này ngoài phủ bá tước, hơn một nghìn người đông nghịch vẫn không có tản đi. Lúc này, những người này vẫn hô to giao ra thẩm lãng, giết người đền mạng. Giao ra thẩm lãng, giết người đền mạng. Trương xung nhíu mày một cái nói Điền Hoành, đêm nay ai cho ngươi xuất hiện, Điền Hoành trực tiếp quỳ xuống, nói tiểu nhân biết tội. Ông ta và thẩm lãng có thù oán cho nên tối nay hãm hại Thẩm Lãng hiện trường, Điền Hoành căn bản cũng không nên xuất hiện. Nhưng ông ta thực sự nhịn không được a, à, Điền Hoành ông ta là giang hồ lùng cỏ, cũng không phải thánh nhân. Báo thù thoải mái nhất là cái gì? Đương nhiên là mắt mở trừng trừng nhìn kẻ thù bị giết chết. Lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó khăn hình dung sự không cam lòng của Điền Hoành, bày ra chiến trận lớn như vậy, vốn tưởng rằng nhất định có thể đem Thẩm Lãng đưa vào chỗ chết. Thật không ngờ Thẩm Lãng nửa cộng lông tơ cũng không có tổn hại ngược lại Điền Hoành hoàn toàn bị bốc mùi. Nhưng mà, ông ta đối với an nguy của mình còn chẳng lo nửa điểm. Ngày mai ông ta có thể bình yên vô sự đi ra đại lao phủ thành chủ. Rất đơn giản, đem tất cả hành vi phạm tội đều đẩy tới trên người tống nghị là được. Nhưng Điền Hoành thực sự không cam lòng được thẩm lãng tránh được một kiếp này. Thái thú đại nhân, lần này thật cơ hội ngàn năm một thở, không chỉ có thể đưa thẩm lãng vào chỗ chết, hơn nữa còn có thể đem phủ bá tước kéo xuống nước. Điền Hoành nói then chốt ở chỗ con ả tống thị này, phủ thành chủ cùng phủ thái thú hoàn toàn có thể đem con ả đó thành nhân chứng then chốt gọi sang đây. Ông ta cho rằng, chỉ cần Trương Xuân mở miệng, bá tước đại nhân căn bản không cách nào từ chối giao ra tống thị. Chỉ khi con ả này đổi giọng, thẩm lãng liền khó thoát khỏi cái chết. Điền Hoành nói, ngôn vô kỵ nghe không nổi nữa, trực tiếp leo lên xe ngựa. Trương Xung quay đầu, nhìn Điền Hoành một lúc lâu nói ngươi còn muốn phải hòa ván này, đương nhiên, mấy người ở đây gật đầu. Trương Xuân thản nhiên nói người ta đi một bước nhìn ba bước, các ngươi lại câu nệ với trước mắt, ham chiến không tha. Ngươi cho là thẩm lãng chỉ muốn thắng ván này à? Hắn muốn ngươi chết, lời này vừa ra, Điền Hoành không khỏi kinh ngạc. Thẩm lãng muốn ông ta chết, điểm ấy Điền Hoành đương nhiên biết. Vậy mượn tống thị cắn ngược lại một cái, liền muốn để Điền Hoành chết. Rõ ràng mơ mộng hảo huyền, phủ thành chủ cùng ta quan hệ thế nào phủ thái thú cùng ta quan hệ thế nào vụ án tống sung chết này điền hoành ta đây thoát thân dễ dàng vô cùng trương sung trực tiếp bước lên xe ngựa đóng cửa lại nói đi giết điền thập tam chỉ mong các ngươi còn kịp đi trương sung ra lệnh một tiếng xe ngựa phi về hướng quận Nộ giang ông ta thậm chí cũng không có dừng lại ở thành huyền vũ đi suốt đêm trở về khi nghe đến lời này sắc mặt liễu vô nham cùng trương tấn chợt biến đổi trong nháy mắt đã hiểu ra không sai thẩm lãng hoàn toàn là đi một bước nhìn ba bước mà bọn họ vẫn còn ham chiến trên án tử của tống sung bố cục như vậy thảo nào trương sung phải thất vọng hôm nay điền hoành bị bỏ tù nếu là những hành vi tội ác tày trời trước kia của ông ta bị vạch ra trước dân chúng hậu quả kia sẽ như thế nào mà điền thập tam là người tâm phúc của ông ta bí mật gì của điền hoành mà gã không biết bao nhiêu mạng trên đầu điền hoành Mất đầu 10 lần cũng không đủ. Nhanh lên, nhanh phái người đi giết Điền Thập Tam, tức khắc, đám người trương tấn, Điền Hoành phái ra ba đợt cao thủ, ở dưới sự che chở bóng đêm, lao vung vút về phía nhà của Điền Thập Tam. Bên trong phủ bá tước. Nương tử, không kịp giải thích, nhanh lên ngựa. Thẩm lãng nói võ công của nàng như thế nào? Có phải rất lợi hại không? Một lan gật đầu nói ừ, vợ à, sao nàng không khiêm nhường thế này? thẩm lãng nói đối mặt ba đợt cao thủ của liễu vô nham trương tấn điền hoành phái ra liệu nàng đánh thắng nổi không một lan gật đầu nói không thành vấn đề lợi hại như vậy có chút nghi ngờ nha thẩm lãng nói vậy thì nhanh lên xin nương tử lập tức mang theo cao thủ đến nhà điền thập tam cứu tính mạng của hắn hay lắm một lan không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh kim hối kim trung kim trình chọn con ngựa nhanh nhất đi cùng ta thẩm lãng ngẫm nghĩ mấy giây nói ta cũng đi một lan nhớ lại một hồi cực đầu đồng ý nương tử ta không biết cởi ngựa ta có thể cùng nàng cưỡi một con ngựa được không thẩm lãng nói nàng yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tấy máy tay chân một lan không nói hai lời trực tiếp kéo thẩm lãng vứt xuống trên lưng ngựa giá yeah. có nghĩa là điều khiển câu này hay được nài ngựa bên trung quốc nói một lan mang theo ba cao thủ cùng một tên vô dụng cử tuấn mã lao ra phủ bá tước thật nhanh phi đến nhà điền thập tam thẩm lãng thật sự không có động tay động chân không phải hắn không muốn lúc đầu hắn mượn cơ hội ôm eo thon của nương tử hoặc là ra vẻ vô tình đụng phải cái nơi động lòng người dưới thắt lưng của một lan thế nhưng hắn ngồi ở phía trước một lan hơn nữa một lan cưỡi ngựa nhanh như vậy gần như toàn bộ hành trình thẩm lãng đều ôm cổ ngựa sợ bản thân rớt xuống đến mức đã quên rằng cái lưng mình đang cọ ngực của một lan so với vậy bầu ngực săn chắc tràn trề kia va chạm, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Trên nửa đường, Kim Trung Nhịn không được bèn hỏi cô gia, chúng ta rõ ràng lúc trước cũng có thể đi cứu Điền Thập Tam, vì sao bây giờ mới đi, đuổi đến vội vội vàng vàng thế này, thẩm lãng liếc Kim Trung một cái. Ý của ánh mắt kia không rõ ràng sao, trong số mấy người ở đây, chỉ số thông minh của ngươi thấp nhất. Người khác cũng không hỏi, hết lần này tới lần khác ngươi lại hỏi. Kim Trình nói nếu kẻ thù không giết Điền Thập Tam, chúng ta cứu sẽ không có ý nghĩa liền không cách nào để cho điền thập tam cùng điền hoành trở mặt thành thù liền không cách nào đưa điền hoành vào chỗ chết thẩm lãng nheo mắt lại kim trình người biểu hiện vô cùng đáng yêu ở đây có 5 người chỉ số thông minh của ngươi thứ hai đếm ngược nhà của điền thập tam ở bên ngoài thành hiền vũ xung quanh trước sau nhà gã đều có mười mấy người võ sĩ h y ban bí mật canh gác theo dõi liễu vô nham trương tấn điền hoành phái ra cao thủ bí mật lao nhanh vung vút chỉ không đến nửa canh giờ, mười mấy người liền đi tới bên ngoài căn nhà của Điền Thập Tam. Điền Hoành phái ra hai nghĩa tử võ công cao nhất, Điền Đại và Điền Thất. Điền Đại nhìn bóng dáng bên trong cửa sổ, thản nhiên nói Thập Tam, đừng trách lòng dạ nghĩa phụ ác độc. Ngươi biết được quá nhiều, nếu ngươi không chết thì nghĩa phụ liền nguy hiểm. Điền Thập Tam nằm ở trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Chỉ mấy ngày, cả ước chừng sụt mấy cân, mặt đầy râu, mắt đều hõm xuống thật sâu. Đã qua ba ngày lúc gã bị đánh gãy hai chân. Suốt ba ngày ba đêm này, gã cũng chưa từng chợp mắt. Thế giới của gã, đã sụp đổ hơn phân nửa. Ở trong toàn bộ nghĩa tử của Điền Hoành, Điền Thập Tam là người trung thành nhất, cũng là xuất sắc nhất. Gã thực sự coi Điền Hoành là thành phụ thân, trở thành thần tượng, trở thành chủ nhân. Trên thực tế, Trương Tấn từng mời chào gã, Liễu Vô Nham cũng mời chào gã, thế nhưng gã cũng không có đồng ý vẫn đi theo bên người nghĩa phụ gã từ nhỏ theo cha mẹ chạy nạn đến thành Huyền Vũ là Điền Hoành cho gã một chén cơm ăn đồng thời dạy gã tập võ không có Điền Hoành cũng không có Điền Thập Tam ngày hôm nay đó nhưng mà khi Điền Hoành vì lợi ích sòng bạc mà đánh gãy hai chân gã khi đó thần tượng trong lòng Điền Thập Tam tan vỡ đối với Thẩm Lãng cả lúc này trong lòng kỳ thực không còn quá nhiều hận thù Cả đi bắt người nhà thẩm lãng là phụng mệnh hành sự. Thẩm lãng muốn đánh gãy đôi chân gã, cũng là giết gà dọa khỉ mà thôi, mục tiêu chân chính là nghĩa phụ Điền Hoành, mà không phải Điền Thập Tam. Gã Điền Thập Tam chẳng qua là một con cờ mà thôi. Ngày đó, thẩm lãng uy hiếp Điền Hoành không được đưa tiền cho Điền Thập Tam, không được tới thăm, không được phái đại phu chữa cho Điền Thập Tam. Nhưng Điền Hoành không có làm như vậy, vào lúc ban đêm ông ta liền tự mình đến trong nhà Điền Thập Tam, tuy rằng trên đầu môi không có bất kỳ lời xin lỗi, nhưng lại là tự mình nối xương cho gã. Hơn nữa, trả lại cho cha mẹ Điền Thập Tam 100 đồng vàng. Mời đại phu giỏi nhất chữa thương cho gã, hơn nữa chuẩn bị thuốc trị thương tốt nhất. Nhưng Điền Thập Tam không có bất kỳ phản ứng nào, thần tượng trong lòng tan vỡ, rốt cục cũng chẳng buồn đứng dậy. Ngày đó khi Điền Hoành rời đi, ánh mắt tràn đầy ấy nấy, tức giọng khàn khàn Thập Tam, con yên tâm, nghĩa phụ nhất định sẽ báo thù cho con, phải đem thẩm lãng bầm thay vạn đoạn. Ngày sau chuyện kế thừa sự nghiệp của ta cũng chỉ có mỗi mình con thôi, Điền Thập Tam. Một khắc kia, lòng của Điền Thập Tam thoáng ấm áp một chút. Tuy rằng còn chưa có tha thứ nghĩa phụ, nhưng cuối cùng vết thương trong lòng khép lại một chút. Gã cũng chẳng nói gì, nhưng lại đặc biệt hiểu rõ lòng mình. Mặc dù nghĩa phụ đánh gãy hai chân gã, nhưng nếu muốn để gã Điền Thập Tam vì vậy phản bội Điền Hoành, tuyệt đối không thể nào, Điền Thập Tam dự liệu, Thẩm lãng sẽ xuất hiện ở trước mặt của gã, dùng tiền tài cùng địa vị mua chuột gã, để gã cắn ngược lại nghĩa phụ Điền Hoành một mụn. Tiếp đó, Điền Thập Tam sẽ phun nước bọt khinh bỉ. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cứ nằm mơ giữa ba ngày, để tác vào mặt thẩm lãng. Tuy rằng ta vô cùng thất vọng với nghĩa phụ Điền Hoành, nhưng tuyệt đối sẽ không bị hạ người vô sĩ như ngươi mua chuột, gian kế của ngươi đừng hồng thực hiện được. Tiếp đó, gã chờ thẩm lãng mãi tới mua chuột gã, ba ngày ba đêm không có nhắm mắt trong tiểu phẩm bản sơn đại gia có một câu nói cả đời của ta chỉ dựa vào cái chuyện cười này mà sống mà trong lòng điền thập tam lúc này quả thực đã tan nát chỉ còn dựa vào cái giây phút làm mất mặt thẩm lãng này mới sống thoải mái được kết quả thẩm lãng căn bản không hề xuất hiện đây ngược lại để điền thập tam trong lòng đại hận tên thẩm lãng khốn nạn sao ngươi còn không mua chuộc ta ngươi để ta chờ ngươi tới khi nào vậy ta có sức lực chống chọi thế này chính là vì tác vô mặt của ngươi thôi nhưng mà vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lòng Điền Thập Tam khẽ động. Thẩm lãng, ngươi cuối cùng tới mua chuột ta sao, thế là gã nhắm mắt lại, ấp ủ cảm xúc và biểu cảm của chính mình. Chờ đến lúc tiếp theo phải tác thật mạnh. Thẩm lãng, ngươi muốn ta phản bội nghĩa phủ. Nằm mơ đi, nhưng mà khi Điền Thập Tam mở mắt thời điểm, nhìn thấy là sáu ánh mắt. Sáu người áo đen, đem giường của gã bao vây. Mặc dù sáu người này che mặt lại, nhưng điền thập tam vẫn nhận ra ba người một là cao thủ phủ thành chủ liễu thành nhân hai người kia là nghĩa huynh của gã điền đại điền thất trong chớp nhoáng này toàn bộ thế giới trong lòng điền thập tam đều hoàn toàn sụp đổ hủy diệt chân chính hoàn toàn chết tâm không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đại ca thất ca nghĩa phụ sai tới giết đệ đúng không điền thập tam khàn giọng hỏi chất giọng kia giống như được mài qua giấy nhám vậy Hai nghĩa tử của Điền Hoành, Điền Đại cùng Điền Thất không phát ra chút tiếng động nào. Nước mắt Điền thập tam âm thầm rớt xuống, máu nơi khóe miệng tràn ra. Cả không nói gì nữa, chẳng qua là nhẹ nhàng xé một góc áo. Quyết liệt không tiếng động. Xé bào đoạn nghĩa, từ nay về sau, cả không còn là nghĩa tử Điền Hoành. Mặc dù loại quyết liệt này không còn chút ý nghĩa nào. Điền Đại, Điền Thất, động thủ đi điền thập tam nói thế nhưng buông tha cha mẹ ta bọn họ cái gì cũng không biết tiếp đó điền thập tam nhắm hai mắt lại chờ chết xin lỗi nhổ cỏ phải nhổ tận gốc điền đại nói điền thập tam chợt nổi giận lạc giọng quát họa không đến người nhà miệng đầy sương máu theo gã trống giận phun ra một lát sau cha mẹ điền thập tam bị lôi đến rồi đè ngay trước mặt gã hai thanh kiếm để ngang cổ hai người già này hai người già này run lẩy bẩy khóc lớn thành tiếng. Viền mắt Điền Thập Tam nứt ra, chảy huyết lệ nói vì sao? Vì sao vậy? Điền Đại nói ngươi biết được quá nhiều, nếu ngươi sống phải uy hiếp đến an toàn của nghĩa phụ. Điền Thập Tam nói ta chẳng bao giờ nghĩ tới phản bội nghĩa phụ, ta tình nguyện chết cũng sẽ không phản bội nghĩa phụ, nếu người phụ bá tước huyền vũ tới mua chuộc ta, thậm chí ta còn chửi lại cho họ mất mặt. Ai biết được? Điền Đại buồn bã nói chúng ta không muốn bất chấp nguy hiểm như vậy lúc này toàn bộ giang hồ trong lòng điền thập tam đều hoàn toàn sụp đổ hóa ra giảng nghĩa khí cũng chỉ có một mình ta sao ta còn tưởng rằng ta vô cùng tàn nhẫn kết quả lại là một kẻ ngu si động thủ đi tiễn cả nhà thập tam huynh ra đi cao thủ dưới trướng trương tấn nói dết cho gọn cả nhà đi bốn người bốn nhánh kiếm chợt đâm về phía điền thập tam kiếm hai người khác hướng cổ cha mẹ điền thập tam định rạch một cái a à, thật không ngờ lúc này điền thập tam bỗng nhiên chợt lao đi cả người như là đạn pháo chợt nhào đến hai gã sát thủ muốn giết cha mẹ gã vậy hai gã sát thủ lại trực tiếp bị gã đánh ngã nhào xuống đất vụt 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 đoạn kiếm trong tay áo điền thập tam bỗng nhiên xuất kích như ti chớp trong nháy mắt cổ hai gã sát thủ này trực tiếp bị cắt đứt máu tươi bắn ra điên cuồng thân thể không ngừng co giật người nào cũng thật không ngờ điền thập tam gãy hai chân vẫn còn có sức chiến đấu như thế thật là sắc bén thế nhưng một giây sau phục kiếm của điền đại chật đánh văn điền thập tam rồi diêm gã ở trên mặt đất thập tam có ý nghĩa sao điền đại bèn hỏi điền thập tam đáp ta biết cứu không được cha mẹ nhưng lấy tư cách con trai dù cho đánh bạc tính mạng cũng muốn thử một lần như thế mới có thể chết cũng không tiếc lúc này điền thập tam thực sự cảm nhận được sự nôn nóng muốn cứu cha mẹ của thẩm lãng cảm nhận được nội tâm hắn vì sao phải giả vờ đụng phải kim một lan ngươi thật là điền đại thở dài nói tiếp đó từ bên trong tay áo rút ra dao găm hướng điền thập tam cái cổ chợt vạch tới không đừng có giết con trai ta cha mẹ điền thập tam cất một tiếng thét thất thanh trực tiếp nằm liệt trên đất điền thất tiến lên định bụng rạch một nhát dao để chấm dứt cuộc đời của hai người già nua này nhưng mà chỉ trong nháy mắt một làn gió thơm bên trong giống như chợt sáng choang một đạo kiếm quang, một bóng dáng tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện ken ken xoẹt xoẹt một trận giòn vang nhanh như chớp thế sét đánh không kịp bưng tay kiếm trong tay bốn gã sát thủ toàn bộ vỡ vụn cổ tay bốn gã sát thủ đều trúng kiếm toàn bộ điền đại chỉ cảm thấy cổ tay chợt lạnh tiếp đó kinh hãi phát hiện tay phải của mình bị rớt xuống vết cắt thật ngọt không chỉ là điền đại, tay phải của bốn sát thủ đều rớt xuống. Sau đó, bọn họ mới nhìn rõ được người này. Công chúa Thành Huyền Vũ, đệ nhất mỹ nhân, Kim Mộc Lan. Chân chính khủng bố như vậy a à, Điền Đại biết võ công Kim Mộc Lan rất cao, nhưng là hoàn toàn thật sự không ngờ phải cao đến nước này. Nàng mới mấy tuổi vậy, võ công như thế, cũng chỉ có nghĩa phụ Điền Hoành, có thể địch nổi đi, lúc thẩm lãng tiến vào, chiến đấu đã sớm kết thúc. Hắn ngơ ngác nhìn bốn gã đàn ông đứt lìa tay, vừa liếc nhìn nương tử của mình. "Quá, quá nhanh đi. Ta còn chưa kịp vào, ta cũng chưa kịp thấy gì, nàng đã kết thúc mất rồi." "Nương tử, ta, ta chưa kịp thấy gì hết, nàng có thể biểu diễn lại được không?" Thẩm Lãng nói. Tức khắc, bốn gã sát thủ nhanh chóng co lại bốn cái tay trái còn sót. "Thẩm Lãng ta đây rõ ràng có mắt như mù, nương tử lợi hại như vậy?" rõ ràng một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Thẩm lãng bèn hỏi nương tử ơi, nàng lợi hại như vậy, một người cũng có thể dứt sữa, vì sao còn phải mang ba cao thủ lại đây? Một lan thản nhiên nhìn bản thân phu quân tiểu bạch kiểm một cái. Thẩm lãng vừa nhìn, phát hiện kim trung, kim hối, kim trình đứng theo hình tam giác, bọc thẩm lãng ở chính giữa. Hắn hiểu ra, ba người này không phải tới đánh nhau, là tới bảo hộ trai đẹp này thôi. Nương tử nhỡ ra chúng ta cãi nhau, nàng sẽ động thủ đánh ta ư? Thẩm lãng bèn hỏi. Một lan không nói lời nào. Thẩm lãng nói vợ yêu ơi, nhỡ ra một ngày kia giá trị phẫn nộ của nàng đầy, để mặc tình cảm phu thê, nàng hãy nhắc một câu để ta bỏ chạy cho tốt. Hai người kim trung, kim hối nhịn không được nghiêng mặt đi. Cô gia như vậy, thật là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Một lan không thể nhịn được nữa, liếc xéo thẩm lãng một cái lực sát thương của cú liếc mắt này so với một kiếm kia còn lợi hại hơn kiều mị đến mức để hồn người ta muốn bay luôn thẩm lãng đi tới trước mặt bốn tên sát thủ phe điền đại thẩm lãng bèn hỏi nương tử khoảng cách giữa ta và bọn họ có đủ an toàn nói chuyện không một lan quay mặt đi cắn răng nghiến lợi nói an toàn thẩm lãng hướng về phía điền đại nói trở lại nói cho điền hoành rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết đi nói cho thành chủ liễu vô nham cùng trương tấn lúc giết điền hoành nhớ kỹ mời ta đi xem lễ ta lớn như vậy còn chưa từng thấy chém đầu đó điền đại nghe xong lời thẩm lãng nói khuôn mặt nhịn không được hơi giật giật điền thập tam biết bí mật của nghĩa phụ thậm chí so với điền đại còn nhiều hơn có rất nhiều chuyện thậm chí liên lụy tới phủ thành chủ một khi tuôn ra chính là vụ bê bối vĩ đại cho nên bây giờ điền hoành trở thành một viên lựu đạn cho thành chủ liễu vô nham hoặc sẽ do ông ta tiêu diệt trước tiên nếu để cho thẩm lãng gây nổ hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được thẩm lãng lại nói ta mang điền thập tam đi các ngươi có ý kiến gì không bốn gã sát thủ đối diện không có một chút tiếng cử động khi một lan lợi hại như vậy ở bên cạnh bọn họ có thể có ý kiến gì sao được rồi các ngươi trở về đi nhớ phải giúp ta truyền lời nhá thẩm lãng nói mặt khác chỗ tay đứt lìa của các ngươi đang chảy máu dầm dề nhưng nghìn vạn lần đừng chết trên đường nha muốn chết thì về ổ mà chết khuôn mặt đám người điền đại lại co giật một hồi. Tiểu Bạch Kiểm, đệt mẹ ngươi, nếu không phải là nương tử ngươi lợi hại, ta dùng mỗi một tay cũng có thể giết chết ngươi. Đương nhiên điền đại chỉ có thể trong lòng thấy sai, ở trong lòng mắng cho đã ghiền. Nhưng mà thẩm lãng để cho bọn họ đi, bọn họ cũng chưa đi, mà là nhìn về Kim Mộc Lan. Mộc Lan không nói gì, chẳng qua là đưa mắt rũ xuống. Bốn sát thủ không nói hai lời, nhặt lên cánh tay đứt lìa của mình, đi một nước. Lúc ra cửa, chỉ thấy được ngoài màn đêm đen, có mấy chục kỵ binh phủ bá tước đang dàn hàng, cường nỏ trong tay nhắm ngay bốn người điền đại. Những kỵ binh này tuy rằng chậm hơn một lan một bước, nhưng lại chạy đến rất nhanh, bá tước đại nhân làm việc vô cùng bảo thủ. Mà mười mấy người võ sĩ H.I. ban gác ngầm bên ngoài, toàn bộ đã chết. Đám sát thủ điền đại phóng người lên ngựa, phi nước đại về hướng thành huyền vũ. Bọn họ biết, phiền phức khổng lồ đến rồi. Tai họa khổng lồ đến rồi Trong phòng Thẩm lãng đi tới Điền Thập Tam trước mặt Hắn nhìn thấy một thanh kiếm Ghim Điền Thập Tam trên mặt đất Không khỏi vương một tay muốn đem nó rút ra Điệu bộ tiêu sái mà lại qua loa ứ ừ, mẹ trứng Cắm sâu như vậy, nhổ không ra Qua hai giây Thẩm lãng vương hai cái tay Nhổ thanh kiếm ra Tiếp đó, hắn nhìn Điền Thập Tam Không có bất kỳ trời mời chào dụ dỗ nào cả bao nhiêu vàng. Địa vị gì? Cam kết gì, một cộng lông cũng không có. Điền thập tam nhìn cha mẹ, sống sót sau tai nạn, nhìn tóc bạc trên đầu hai người. Gã cũng không nói gì, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Lãng quỳ xuống, đặt trán dán trên mặt đất, đem cả người hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất. Người thông minh, từ nay về sau, cả chính là chó chạy của Thẩm Lãng. Chính là cái loại người phải làm tất cả những việc bẩn thỉu mệt nhọc không có tí ti đường sống để phản kháng không có đường để cò kè mặt cả chạy trốn không biết vì cái gì cả bi thương từ tận đáy lòng nước mắt trào ra toàn bộ thân thể đều run rẩy thẩm lãng buồn bã nói ngươi khóc đau lòng như vậy xem ra không phải cam tâm tình nguyện như vậy điền thập tam lập tức thu hồi tất cả nước mắt chủ tử bày ra dáng vẻ bụng dạ hẹp hòi thế này e là cuộc sống sau này khó khăn rồi thẩm lãng nói sau đó ngươi được gọi là thẩm thập tam vâng chủ nhân điền thập tam dập đầu nói a à, không đúng là thẩm thập tam thẩm lãng nói cha mẹ của ngươi phải vào ở phủ bá tước nhỡ ra ngươi gây rối cái gì nhỡ ra ngươi không nghe lời cha mẹ ngươi ở trong tay ta đôi bên chúng ta đều yên tâm ngươi thấy đúng không một lan hướng đôi mắt tuyệt mỹ vô song lên trần nhà không biết vì sao lúc này nàng có chút ý định cùng phu quân này phân rõ giới hạn đem cha mẹ người ta làm con tin mà còn nói như thể hợp tình hợp lý lắm vậy. Vâng, chủ nhân. Thẩm thập tam lại một lần nữa dập đầu, đem cái trán dính vào mặt dày của thẩm lãng lãng tức khắc nhiệt tình đỡ gã lên nào nào, người mới vừa gãy chân, sao có thể quỳ trên mặt đất được. Đất này vừa ẩm vừa lạnh đó. Kỹ năng diễn xuất này giả đến độ quá đáng. Trong phủ thành chủ. Thành chủ liễu vô nham nghe tâm phúc báo cáo, sắc mặt tái mét lần này đi giết điền thập tam tổng cộng đi sáu sát thủ liễu vô nham cũng phái đi hai cái kết quả hai tên đều chết hết đương nhiên cái này không quan trọng tệ nhất là điền thập tam không chết mà còn được thẩm lãng cứu thẩm lãng trời đánh tiểu bạch kiểm trời đánh lại ra tay nhanh hơn một bước tốc độ của ông ta và trương tấn đã nhanh lắm rồi mới ra cổng phủ bá tước liền phái sát thủ đi giết điền thập tam thật không ngờ vẫn chậm một bước Tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng gian trá độc ác, phụ tá tâm phúc nói đại nhân, bây giờ phiền toái, đúng vậy, có đại phiền toái. Điền thập tam là tâm phúc điền hoành, bí mật gì của hắc y ban gã gần như đều biết. Hành vi phạm tội của điền hoành chồng chất, trên đầu có bao nhiêu nhân mạng, thậm chí, hành vi bẩn thiểu của ông ta cũng là làm theo rất nhiều đại nhân vật. Có thể nói, những hành vi phạm tội này điền hoành một khi công khai, mất đầu 10 lần cũng không đủ. Mà những hành vi phạm tội này, trong tay điền thập tam đều có chứng cứ nhân chứng vật chứng cũng có thể tìm ra trước kia điền hoành là một thanh đao tốt mà bây giờ thì trở thành khoai lang phỏng tay đương nhiên dùng lựu đạn để hình dung thích hợp hơn chỉ bất quá ở đây còn chưa có món đồ chơi này hoặc là tìm một địa phương an toàn sớm cho nổ hoặc là do thẩm lãng tới cho nổ vậy lực sát thương sẽ rất lớn hoàn toàn phải mất đi khống chế phụ tá tâm phúc nói đại nhân điền hoành không giữ được Trầm. Liễu vô nham chợt đập bàn một cái. Ai cũng biết, Điền Hoành là chó chạy cho thành chủ liễu vô nham, vì ông ta làm bao nhiêu hành vi bẩn thiểu. Trước khi đầu nhập vào trương tấn, thành chủ liễu vô nham là chỗ dựa vững chắc nhất của Điền Hoành. Tiền Điền Hoành kiếm được hàng năm, có hai thành tiến vào bên trong hầu bao của liễu vô nham. Một khi giết Điền Hoành, tổn thất kinh tế hàng năm đều chịu không nổi a. À. Một khi ta thực sự giết chết Điền Hoành, chẳng phải là tự chặt cánh tay, hơn nữa còn mất hết thể diện sao. Liễu vô nham nói bá tước huyền vũ còn chưa có xuất thủ, ta lại bị thua thiệt trên tay thằng rể này, nếu truyền ra không phải để cho người ta chế nhạo sao, phụ tá tâm phúc muốn nói lại thôi, nhưng chung quy không có mở miệng. Trương Tấn đâu? Liễu vô nham bèn hỏi hắn chính là chỗ dựa vững chắc của Điền Hoành, trên danh nghĩa sẽ vớt tiền hàng năm càng nhiều. Phụ tá tâm phúc nói biết được tin tức ám sát Điền Thập Tam thất bại, hắn ra roi thúc ngựa chạy đi bẩm báo thái thú đại nhân vừa nhận tin điền thập tam đã được thẩm lãng cứu trương tấn trước tiên phóng người lên ngựa dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xe ngựa của phụ thân hơn một canh giờ sau đó trương tấn đuổi kịp phụ thân chúng ta ám sát điền thập tam thất bại hôm nay người này đã rơi vào trong tay thẩm lãng trương xuân nghe được tin tức này xong lại không có biểu hiện ngoài ý muốn chút nào vậy con còn đuổi theo tới làm cái gì trương xuân nói làm chuyện con nên làm đi ông ta dùng một lời vạch ra suy nghĩ của Trương Tấn. Nếu như Trương Tấn sẵn lòng giết Điền Hoành, vậy đã sớm động thủ. Gã đuổi theo xe ngựa Trương Xuân, chỉ vì muốn cứu Điền Hoành. Trương Tấn nói Điền Hoành này mới vừa đầu nhập vào nhà của chúng ta, nếu để cho hắn chết như vậy, sẽ có tổn hại với sĩ khí của ta. Hơn nữa, Trương Tấn còn chưa nói hết. Điền Hoành đầu nhập vào Trương Gia, dân ra 35% thu nhập hàng năm nhưng số tiền này bây giờ trương gia căn bản cũng không có bắt được nếu để điền hoành chết đi chẳng phải là tổn thất to lớn sao trương xuân nói con cảm thấy bá tước huyền vũ so với bá tước đông hải như thế nào trương tấn nói bá tước đông hải tàn ác phách lối coi như cường đại kỳ thực sơ hở trăm chỗ bá tước huyền vũ bảo thủ nhìn như mềm yếu nhưng như là con rùa đen vậy không có chỗ để ra tay trương xuân nói cho nên đấu tranh với bá tước huyền vũ không phải một sớm một chiều con gấp cái gì Trương Tấn nói thế nhưng Trương Xung cãi giận nói làm thống soái quan trọng nhất là cái gì? Trương Tấn nói bố cục lớn hơn, phải xem hết thảy toàn cục. Không cần để ý chuyện mất một thành đầy đất, khi chiến cuộc một chỗ thất bại sẽ phải lập tức dừng tổn hại, tuyệt đối không thể ham chiến, nhất là tránh cho tài nguyên liên tục không ngừng rơi vào trong vũng bùn. Trương Xung nói nếu như con đã hiểu hết như thế, vì sao còn hỏi ta, thế giới này vốn chính là như thế, hiểu là một chuyện, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện khác nếu giết Điền Hoành, chẳng phải là để cái tên giặc thẩm lãng đắc ý ư, đi, giết Điền Hoành. Trương xung trực tiếp giữa đường. Tiếp đó, ông ta lại một lần nữa đóng cửa xe, hạ lệnh đi. Xe ngựa lại một lần nữa xuất phát, chạy về quận thành Nộ Giang. Trong lòng Trương Tấn giận dữ không cam tâm, bắt được roi trong tay, đập mạnh trên mặt đất. Gã không khỏi nhớ tới lúc trước một màn thẩm lãng thúc ép Điền Hoành làm gãy hai chân Điền Thập Tam kia. Sao mà tương tự đến thế, ngày đó điền hoành bị sỉ nhục ra sao nếu gã bị ép giết điền hoành sỉ nhục cỡ này chẳng phải là giống hệt điền hoành lúc đó sao hoàn toàn là tác vô thể diện bôn bốt trong lâu đài h y bang đám người liễu vô nham cùng điền hoành thật đúng là quá phận ngay cả làm trò cũng không muốn diễn lúc này điền hoành vốn nên ở bên trong phòng giam nghĩa phụ thập tam được thẩm lãng cứu cánh tay đứt lìa của điền đại đã được băng bó lại rung giọng nói hơn nữa thằng súc sinh đó đã chờ đợi để lúc chúng ta muốn giết thập tam để vợ hắn Kim một Lan xuất thủ cứu giúp. Khuôn mặt Điền Hoành chợt co giật một hồi. Hình ảnh ngay lúc đó, ông ta đã có thể tưởng tượng. Thật là tiểu bạch kiểm ác độc, sớm không ra tay, chậm không ra tay, hết lần này tới lần khác đến khi Điền Thập Tam sắp chết sẽ xuất thủ. Lần này Điền Thập Tam sẽ trở thành chó chạy cho thẩm lãng, hơn nửa dân lên tràn ngập thù hận với Điền Hoành. Mấy năm nay Điền Hoành giết bao nhiêu người, phạm vào bao nhiêu tội, đây còn chưa phải là chỗ mấu chốt nhất, điều quan trọng là ông ta đã sống bẩn vì các đại nhân vật một khi điền thập tam bùng nổ thiên hạ không ai có thể cứu ông ta điền hoành phất tay, điền đại rời khỏi điền hoành ngửa đầu nhìn phía nóc nhà nhớ lại thời gian năm đó ở phái quốc tiêu cục thiên long phái quốc còn gọi là phái hậu quốc chính là huyện trì tương tỉnh an huy ngày nay hai người chạy ở dưới trời chiều hai người múa võ điên cùng trong tuyết đoạn tình cảm mãnh liệt này đốt cháy năm tháng a bây giờ phải đến cuối cùng sao hai dòng lệ của Điền Hoành chảy xuống nếu như thời gian có thể đảo ngược khi ấy ta nhất định lột da rút gân bầm thay vạn đoạn tên súc sinh tiểu bạch kiểm thẩm lãng này bầm thay vạn đoạn a à, Điền Hoành điên cuồng gào thét như là giả thú bị thương rầm Điền Hoành bi phẫn tới cực điểm nhịn không được đánh xuống một chưởng tức khắc một cái bàn vững chắc trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thở ra một hơi thật dài điền hoành trong miệng thì thầm nhị ngốc thật xin lỗi thật xin lỗi ông ta đi vào gian phòng của mình nơi này là cấm địa h Y bang phía sau kệ sách là một cái vòng treo khi kéo nó tức khắc xuất hiện một cửa ngầm lấy ra chìa khóa mở cánh cửa ngầm này xuất hiện một con đường hầm bí mật đi sâu xuống đất điền hoành đi vào cuối đường hầm lại xuất hiện một cánh cửa cách cánh cửa nghe được thanh âm bên trong truyền tới hai trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi hai hai trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi ba hình như có người không ngừng đếm số hoành lấy thêm ra một cái chìa khóa mở ra cánh cửa này bên trong tức khắc truyền đến thanh âm vô cùng ngạc nhiên ca đệ còn chưa có đến tới ba mươi vạn mà ca ca đã đến thăm đệ rồi đúng vậy điền hoành đổi sang một khuôn mặt tươi cười hiền hòa đi vào đem hộp đựng thức ăn để lên bàn ở đây có một cái phòng bí mật tầm một trăm mét vuông có đủ mọi thứ tại chỗ, thậm chí còn có phòng luyện công. Người đàn ông cao to bên trong vội vàng xốc lên hộp đựng thức ăn, cắn miếng lớn, hớp rượu thật nhiều. Ca ca đối với đệ quá tốt. Người đàn ông cao to hướng Điền Hoành lộ ra cười khúc khích. Mặt Điền Hoành có chút cứng ngắc, trên bàn tay còn có vết máu. Ca, thế nào? Người đàn ông cao to hết hồn có phải chuyện chúng ta ở phái quốc bị bại lộ hay không? Lý lão đại ở tiêu cục thiên long đã dắt sang đến tận đây, Điền Hoành rơi để yên tâm trốn ở chỗ này, hắn ta còn chưa sang tận đây giết đâu. Người đàn ông cao to lúc này mới yên tâm tiếp tục ăn uống ca, Lý Lão Đại từ nhỏ đã thu dưỡng hai chúng ta, còn dạy chúng ta học võ công, ca ca không nên tham tí châu báu mà giết sạch các huynh đệ trong tiêu cực, còn một đệ cùng giết nhiều người, báo hại phải lánh nạn đến tận đây, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Lý Lão Đại sang giết, khiến cho đệ mỗi ngày phải sống dưới đất. Điền Hoành trong lòng đau khổ. Đệ đệ ngốc quá, đây đã là chuyện hai mươi mấy năm về trước lý lão đại vĩnh viễn sẽ không dết tới tận đây đâu còn nữa ca ca ơi lúc đó ca ca không nên ngủ với ta muội đã thế còn vết nàng người đàn ông cao to nói để còn muốn lấy nàng làm vợ điền hoành nói thật xin lỗi ca biết sai rồi sau đó người đàn ông cao to tiếp tục ăn điền hoành nói nhị ngốc lúc trước ca ca gặp phải một người hắn cũng có một biệt hiệu nhị ngốc cho nên Não ca ca lúc đó vừa vào nước nên không có giết hắn, bây giờ thực sự hối hận rồi. Người đàn ông cao to cười hì hì, tiếp tục ăn. Người đàn ông cao to ăn xong thật nhanh. Điền hoành nói nhị ngốc, để ca ca kiểm tra võ công của đệ một chút xem sao. Được rồi. Người đàn ông cao to đứng dậy, chợt đấm một quyền vào tường. Tức khắc, đá vụn bay loạn. Tiếp đó, ông ta bắt đầu ở bên trong luyện quyền, tình phong thổi trúng ai thì người ta không mở mắt ra được lợi hại không người đàn ông cao to cười nói lợi hại điền hoành nói quả thực lợi hại tên này huynh đệ sanh đôi là một kẻ mê võ nghệ bộ óc có chút vấn đề nhưng lại là một kỳ tài luyện võ tiếp tục điền hoành nói nhị ngốc để cởi quần áo ra xem thể hình của đệ có phải giống y hệt ca ca hay không người đàn ông cao to trực tiếp bỏ đi quần áo điền hoành cũng cởi ra ở đây không có gương nhưng giống như đang soi gương vậy khuôn mặt giống hệt nhau thân hình cũng giống hệt nhau thậm chí vết sẹo trên người đều cũng được gia công y chang bởi vì bọn họ là anh em sinh đôi điền hoành thông minh nhưng chỉ số thông minh của em trai lại có chút vấn đề điền hoành lại nói nhị ngốc đệ từ nhỏ đến lớn thích nhất mô phỏng theo ca ca ta không biết đệ bây giờ còn mô phỏng theo giống như trước không người đàn ông cao to tức khắc thu hồi nụ cười trên mặt từ một kẻ ngu si biến thành một giang hồ kiêu hùng độc ác lông mày rung lên, mắt co rụt lại, lạnh giọng nói ngươi muốn cùng Điền Hoành ta đây đối nghịch. Rõ ràng tự tìm đường chết. Thực sự rất giống, không chỉ có tướng mạo, lúc này ngay cả ánh mắt và khí chất đều giống y hệt. Giống quá, quả thực so với Điền Hoành còn muốn giống Điền Hoành hơn. Giống như cuộc thi bắt trước vua hề cha lốt, bản thân cha ly cha pin tham gia nhưng chỉ đứng hạng ba. Người em trai ngốc nghếch này từ nhỏ đã thích mô phỏng mỗi tiếng nói, cử động của anh mình. Hì hì, người đàn ông cao to cười nói ca, đệ học giống hay không, trong nháy mắt, ông ta lại từ một giang hồ kiêu hùng, biến thành một kẻ ngu si. Giống, quá giống. Điền Hoành nói nhị ngốc, bây giờ ca lại dạy đệ nói mấy câu, đệ nhất định phải học thuộc lòng, hiểu chưa, người đàn ông cao to đáp không thành vấn đề. Điền Hoành cười to ba tiếng, tiếp đó cất giọng bi phẫn dù Điền Hoành ta đây phải chết, cũng muốn được chết quanh quanh liệt liệt, tuyệt đối sẽ không biến thành quỷ dưới đao. Cẩu quan, Lúc các ngươi sử dụng ta, thì mời mọc như thượng khách. Lúc không cần đến ta thì biến ta thành tù nhân. Rõ ràng là các ngươi đấu không lại thẩm lãng, lại muốn ta chết đi. Cái người đàn ông cao to mở to hai mắt, nhìn ca ca nhất cử nhất động. Tiếp đó, ông ta cũng cười lớn ba tiếng, tức giọng bi phẫn lạnh lùng dù điền hoành ta đây phải chết, cũng muốn được chết quanh quanh liệt liệt, tuyệt đối sẽ không biến thành quỷ dưới đao. Cẩu quan, lúc các ngươi sử dụng ta, thì mời mọc như thượng khách lúc không cần đến ta thì biến ta thành tù nhân rõ ràng là các ngươi đấu không lại thẩm lãng lại muốn ta chết đi quả nhiên giống y hệt từ giọng nói tinh thần khí chất đều giống so với điền hoành còn giống điền hoành hơn trở lại thành huyền vũ nhìn thấy từ thiên thiên trương tấn lạnh giọng nói thẩm lãng lúc trước không phải một thằng ngu ư không phải một thằng đần thiểu năng sao vì sao lúc này trở nên gian trá như thế nhà của nàng lúc đó vì sao không giết hắn từ thiên thiên không có phản bác. Thậm chí nội tâm của nàng còn không thể tin nổi so với trương tấn. Lúc trước thẩm lãng kia hoàn toàn lù đù như lợn, mà thẩm lãng bây giờ, dính lông lên còn bé nhạy hơn khỉ, cắn răng nanh lên còn độc hơn cả rắn. Nếu là biết có ngày hôm nay, dù cho sẽ phá hỏng danh tiếng, lúc đó nhà họ từ cũng muốn vết tên nghiệp súc thẩm lãng, cũng đỡ phải bị động như ngày hôm nay. Cha chồng nói như thế nào? Từ thiên thiên bèn hỏi. Trương Tấn nói bảo ta giết Điền Hoành. Từ Thiên Thiên nói nhưng Điền Hoành là một cánh tay đắc lực của chúng ta ở thành Huyền Vũ, mất đi hắn, rất nhiều chuyện đều làm bất tiện, tiền tổn thất hàng năm cũng không biết đếm bao nhiêu. Trương Tấn tức giận đi mấy lẽ nào ta không biết sao, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng công tử, thành chủ Liễu Vô Nham cầu kiến. Trương Tấn cao mày nói để ông ta vào đây. Liễu Vô Nham đi đến, cao mày, gọn gàng dứt khoát nói không thể giết Điền Hoành. Trương Tấn không nói gì. Liễu Vô Nham nói đầu tiên, nếu sau khi giết hắn thì còn thể diện đâu. Một trận chiến này liền thua ở trong tay tên nghiệt xúc thẩm lãng này. Thứ hai, nếu sau khi giết hắn, những chuyện bẩn thiểu sau này ai làm? Hàng năm tiền tổn thất phải kiếm ở đâu? Những sòng bạc của H.I. Bang còn người thứ hai nào đảm nhiệm được đây? Trương Tấn Lâm vào trầm ngâm. Ý của phụ thân rõ ràng, quyết định trực tiếp giết Điền Hoành thật nhanh nhưng làm như vậy tổn thất quá lớn. Mặt hàng thấp kém thẩm lãng kia sẽ đắc ý đến tận trời. Không được, tuyệt đối không thể giết Điền Hoành. Phàm là chuyện để cho địch nhân vui sướng, kiên quyết không thể làm. Thế nhưng nếu không giết Điền Hoành, một khi những hành vi phạm tội của tên ấy lộ ra thì hậu quả hoàn toàn khó lường. Căn bản cũng không phải là Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn có thể thừa nhận. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của thủ hạ tâm phúc hai vị đại nhân Điền Hoành bí mật cầu kiến. Ngày kế, Phủ Thành chủ huyền vũ bắt đầu công khai thẩm tra xử lý vụ án Điền Hoành giết Tống Sung và vụ Tống Nghị vu cáo người ở rễ thẩm lãng phủ bá tước huyền vũ. Đám dân chúng vây xem đạt đến hơn mấy trăm người. Thẩm lãng không kịp chạy tới, thế nhưng Kim Hối luôn luôn ở thành huyền vũ tìm hiểu tin tức ngay hiện trường. Bởi vì đây tuyệt đối là sự kiện lớn của thành huyền vũ, Điền Hoành không ai bị nổi treo chọc tới thẩm lãng sau lại tai họa không ngừng, hôm nay lại trở thành tù nhân cấp thấp. Điền hoành quỳ gối trên công đường, toàn thân đều có vết sẹo, máu thịt không rõ. Vô cùng hiển nhiên bị dùng đại hình, toàn thân gần như không có chỗ nào lành lặn, máu tươi thấm đẫm toàn thân. Ở phía trên công đường, Điền hoành đều thú nhận những hành vi mình giết tống sung cùng kích động dân chúng bao vây tấn công phủ bá tước. Mặc kệ thành chủ liễu vô nham xử tội gì, ông ta đều nhận một hơi. Tống nghị mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng là đối với sự việc mình vu cáo thẩm lãng đành phải nhận tội, cuối cùng thành chủ huyền vũ liễu vô nham tuyên án điền hoành tội ác tày trời phán xử chém đầu nộp lên phủ tổng đốc duyệt lại nhưng mà điền hoành chợt cười to ba tiếng dù điền hoành ta đây phải chết cũng muốn được chết quanh quanh liệt liệt tuyệt đối sẽ không biến thành quỷ dưới đao cẩu quan lúc các ngươi sử dụng ta thì mời mọc như thượng khách lúc không cần đến ta thì biến ta thành tù nhân rõ ràng là các ngươi đấu không lại thẩm lãng lại muốn ta chết đi Tiếp đó, điền hoành ngay trước mấy trăm người, đánh về phía cây cột bên cạnh. Tức khắc, đầu nứt ra, hoàn toàn chết đi, tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc, nhìn tất cả trước mắt mà không thể tin nổi. Đầu sỏ hát ban thành huyền vũ, tay điền hoành lại chết như vậy. Hơn nữa, bị chết thảm liệt như vậy. Điền hoành đã chết, đột nhiên như vậy. Lúc thẩm lãng nghe được tin tức này, hắn thật sự có chút ngạc nhiên. Ngươi xác định đó là điền hoành sao? thẩm lãng bèn hỏi. Kim hối ngẫm lại một hồi, sắp xếp sự việc tỉ mỉ, tiếp đó gật đầu. Thật sự là ông ta, bất kể là khí chất, ngoại hình, thậm chí là bột phát ra võ công khí tức, cũng là điền hoành không thể nghi ngờ. Thẩm lãng trực tiếp tìm được thẩm thập tam, điền thập tam, đang dưỡng thương. Cả đang viết những tội trạng liên quan đến điền hoành, từng chữ, từng hàng đều là án mạng. Mỗi một vụ đều có chứng cứ, mỗi một xác chết cũng có thể móc ra. Đương nhiên, rất nhiều chuyện thẩm thập tam cũng có tham gia, nếu quả như thật sự ra rõ, cả cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, thẩm thập tam không sao. Chỉ cần có thể đủ cho cha mẹ bình an, cả có chết hay không cũng không sao cả. Không cần viết, Điền Hoành đã chết rồi. Thẩm lãng nói. Tức khắc thẩm thập tam kinh ngạc liễu vô nham cùng trương tấn giết ông ta rồi à, thẩm lãng lắc đầu, nói ngươi đã từng là người thân cận và được Điền Hoành tin tưởng nhất, Ngươi biết hắn ta có thế thân nào hay không? Thẩm thập tam nhớ lại một hồi, rồi đáp chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói. Thứ thế thân này, hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu. Thẩm lãng tin tưởng có chút đại nhân vật siêu cấp sẽ có thế thân, nhưng Điền Hoành còn không đủ trình độ đến cấp bậc đó. Chí ít ngay cả loại nhân vật như nhạc phụ đại nhân còn chưa có cả thế thân. Kế tiếp thẩm lãng trước sau cao mày, đang nhớ lại mỗi một hình ảnh tiếp xúc với Điền Hoành từ sau khi đến phủ bá tước sau thẩm lãng gần như mỗi một ngày đều cười, hoặc là đang chơi trò lưu manh, hoặc biểu lộ ra dáng vẻ vô lại. Đối mặt thẩm lãng như vậy, một lan thật sự có chút không quen. Phu quân, thế nào? Một lan nói Điền Hoành đã chết, đối với chàng mà nói hoàn toàn là một tin tức tốt, cái tên trên vách tường đó có thể gạch đỏ được rồi. Thẩm lãng nói nương tử, nàng có tin trực giác không? Một lan trầm ngâm, bắt đầu lục soát ký ức liên quan trực giác, lập tức không trả lời thẩm lãng nói hơn nữa người lớn lên càng đẹp trực giác càng chuẩn tức khắc một lan không muốn trả lời hắn nữa thẩm lãng nói đây là có căn cứ khoa học người có ngoại hình đẹp sẽ phải chịu nhiều ánh mắt quan tâm của kẻ khác hắn sẽ đặc biệt nhạy cảm tiến tới trực giác cũng vô cùng linh mẫn ví như ta chính là người như vậy mỗi lần đi trên đường phố dù cho ở sau lưng ta cũng có thể cảm nhận được người khác chỉ rõ ở phía sau cửa sổ hướng về phía ta nói ta đẹp trai Mộc Lan càng không muốn trả lời hắn. Thế nhưng chút bất tri bất giác, nàng đã dần dần bị tẩy não, cũng hiểu được thiên hạ có thể không có đàn ông đẹp trai hơn phu quân. Thẩm Lãng nghiêm mặt nói ta cảm thấy điền hoành không có chết, nhưng không có chứng cứ, chỉ là trực giác. Mộc Lan nói phu quân, Kim Hối là một người đặc biệt cẩn thận. Quả thực, Kim Hối vô cùng chặt chẽ cẩn thận, mỗi một câu ông ta nói đều chịu trách nhiệm vô cùng. Thẩm Lãng nói cho nên ta mới có thể nghi ngờ một thế thân đặc biệt y như nguyên bản là thứ có thể gặp mà không thể cầu, nhân vật cỡ điền hoành còn không có năng lực tìm được thế thân y hệt mình. Kim hối nhìn tận mắt hắn quỳ gối, nhìn tận mắt hắn đánh về phía cây cột mà chết. Hơn nữa đối thoại trước khi tự sát, quả thực tràn đầy tình cảm bi phẫn, Kim hối nói loại tâm trạng này rất khó giả vờ. Một lan nói phu quân, chàng cảm thấy điền hoành chết không hợp lý à, thẩm lãng nói nếu như ta là trương tấn, nhất định sẽ quyết định thật nhanh đem điền hoành xử tử bí mật bởi vì thẩm thập tam rơi vào trong tay chúng ta, hành vi phạm tội của Điền Hoành Ngập Trời cũng toàn bộ ở trong lòng bàn tay chúng ta, bên trong có chút hành vi phạm tội quan hệ đến rất nhiều đại nhân vật, một khi bùng nổ hậu quả căn bản không cách nào chống đỡ. Mà chỉ cần Điền Hoành vừa chết, tất cả chuyện này đều xong hết. Thẩm lãng tiếp tục nói cho nên, giết chết Điền Hoành là đúng. Nhưng tuyệt đối không nên công khai xét xử, công khai xử tử, hoàn toàn có thể giả tạo chuyện Điền Hoành tự sát trong ngục. Một la nói phủ thành chủ là có thể phán xử một phạm nhân tử hình Nhưng phải qua phủ tổng đốc xác định Thứ nhất một lần tối thiểu phải 10 ngày nửa tháng Cho nên muốn phải Điền Hoành nhanh chết Cũng chỉ có thể chính ông ta tự sát Thẩm lãng nói Điền Hoành có thể tự sát Thế nhưng trước mắt bao người tự sát Đặc biệt không hợp lý Giống như chỉ chết cho Chúng ta nhìn vậy Ngay sau đó Thẩm lãng nói nương tử Sát Điền Hoành còn không Một la nói thiếp dẫn chàng đi xem Tiếp đó một Lan lại một lần nữa đem Thẩm Lãng nhắc tới trên lưng ngựa, phi về thành Huyền Vũ. Thẩm Lãng vẫn chậm một bước. Xác Điền Hoành được đốt, trở thành một cục than, hoàn toàn nhận không ra. Thẩm Lãng ngưng tụ hai mắt, dùng ít qua nhìn quét cái xác cháy này. Nhất là quét qua vị trí phổi của ông ta. Phổi của Điền Hoành có một cây kim, lúc trước Thẩm Lãng đã gặp. Dù cho thi thể đốt cháy rụi, cây kim này cũng có thể ở trong người mắt ít quan của thẩm lãng có thể dễ dàng quét qua thật nhanh thẩm lãng lại thực sự quét thấy một cây kim bạc lợi hại thật lại làm giả đến nước này thế nhưng chỉ sợ điền hoành cũng không biết cây kim bạc trong phổi ông ta bởi vì áp lực trong mạch máu đã hơi công rồi mà kim bạc trong cái xác trước mắt này lại thẳng trên cái thế giới này muốn giấu giếm được ánh mắt thẩm lãng không dễ dàng muốn giấu giếm được lòng của hắn còn khó hơn tức khắc thẩm lãng lộ ra một nụ cười lạnh thú vị, thú vị. Nhưng mà như thế cũng tốt, thân thủ giết chết cuối cùng so với giết chết gián tiếp càng thú vị hơn. Tiếp đó, hắn hướng một lan nói nương tử, chúng ta chuẩn bị thật tốt một chút đi, tối hôm nay sẽ diễn ra một trò hay lắm. Mặc dù trò hay còn chưa có bắt đầu, nhưng ta đã thấy kết cục, ôi, có đôi khi người quá ưu tú, cũng thật là một loại sai lầm. Một lan không thể nhịn được nữa, xoay người đi lúc thẩm lãng ngó vợ mình bước đi nhìn đường công từ siêu vòng ba kia mắt hiếp một cái trái phải trái trái phải trái ban đêm gió lớn giết người tối hôm nay chắc chắn đặc biệt có chuyện thú vị nương tử chờ ta một chút tối hôm nay lại để nàng khổ rồi sau khi xong chuyện vi phu sẽ cho nàng ăn phần dưới nhé trong một căn phòng bí mật dưới giấc thành huyền vũ từ thiên thiên trong tay cầm một cái mặt nạ gỗ phần lõm của mặt nạ được thoa axit mạnh mặt sản xuất thuốc nhuộm của nhà họ từ đặc biệt chuyên nghiệp, có rất nhiều chỗ đều cần dùng đến axit. Hơn 1.000 năm trước ở Trung Quốc cổ đại, rất nhiều đạo sĩ cũng đã chế tạo ra axit nguyên thủy thô sơ. Điền hoành quay vệ ngồi trên ghế, cả người ở rung nhẹ nhẹ, hai mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng sát khí. Em trai của ông ta đã chết, Điền hoành từ nhỏ cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau, hai người ở tiêu cục thiên long phái quốc lớn dần rồi luyện võ. Từ nhỏ đến lớn, em trai đều nghe lời điền hoành, xem ông ta là chỗ dựa duy nhất. Hai người chân chánh như hình với bóng. Lúc 30 tuổi, Điền Hoành liền một mình đảm đương một phía, biến thành một đầu mục của tiêu cục, dẫn đầu áp tải những đồ vật quan trọng. Có một lần, gặp phải món đồ thực sự quá quý giá, Điền Hoành thực sự không cách nào ức chế sự tham lam này, thế là ông ta liền đem tất cả tiêu sư đều giết, mang theo tài sản này bỏ trốn mất dạng, trốn đến Việt Quốc cách xa mấy ngàn dặm. Từ đó về sau, cả hai người thay tên đổi họ. Không chỉ có như thế, em trai Điền Hoành không còn lộ diện ở trước mặt bất kỳ người nào, vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng tối. Bởi vì như vậy, sẽ có hai Điền Hoành. Chẳng khác nào Điền Hoành có hai cái mạng. Mà bây giờ, em trai của ông ta đã chết. Ông ta hai cái mạng, giờ đây đã vứt bỏ một cái. Điều này làm cho Điền Hoành sao không thống hận, làm sao không đằng đằng sát khí. Sẽ hơi đau nhưng có thể hoàn toàn hủy diệt những chi tiết trên mặt ngươi. Từ Thiên Thiên nói. Tiếp đó, nàng thoa axit khắp mặt nạ, chợt đặt trên mặt Điền Hoành. Trong nháy mắt có chút ken két từ cái ghế. Nhưng mà Điền Hoành chẳng qua là hơi co giật, không có phát sinh bất luận tiếng kêu thảm thiết nào, thậm chí một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Khi một người phẫn nộ thù hận đến cực hạn, là không cảm giác đau đớn, ngược lại sẽ có một loại vui vẻ tự ngược từ thiên thiên nói từ nay về sau, Điền Hoành hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Rất nhiều chuyện ngươi cũng tiện làm lắm, ví như từ thiên thiên còn chưa nói hết, bởi vì cũng không cần phải nói huyệt tuệt ra. Tiếp đó, nàng trực tiếp xoay người đi. Thành chủ liễu vô nham ở bên cạnh nói Điền Hoành, ngươi sẽ đi ngay bây giờ sao? Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói thẩm lãng làm hại ta mất đệ đệ, hắn cứ báo thù từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này sang ngày khác mà không thèm dừng lại, vì sao ta phải chờ kia chứ? ông ta từ trên ghế chợt đứng lên hắn không phải vô cùng thương yêu phụ mẫu và đệ đệ sao ta cũng để cho hắn nếm thử mất người thân trả thù thế nào mới đã gì nhất đương nhiên là giết cả nhà của hắn một khắc đồng hồ ta cũng không chờ được tối hôm nay liền động thủ điền hoành nói thành chủ đại nhân người chịu tội thay chuẩn bị xong chưa liễu vô nham nói đã sớm chuẩn bị hoàn tất điền hoành nói tống nghị sao đương nhiên là tống nghị ông ta chính là người chịu tội thay hoàng mỹ nhất Tống Nghị bởi vì Vu cáo thẩm lãng, được phán xử đi đầy hầm mỏ, suốt đời khổ dịch. Nhưng ông ta là thủ lĩnh dân quân, là có võ công, trên đường bỏ chạy trở lại giết cả nhà thẩm lãng, cái này vô cùng hợp lý. Liễu Vô nham nói được, vậy ta liền ở trong phủ hâm rượu chờ ngươi trở về uống. Điền Hoành nói dùng máu tươi người nhà của thẩm lãng cho vào rượu, thoải mái sảng khoái. Hắn chắp tay nói đại nhân, ta đây liền đi giết người. Tiếp đó Điền Hoành mang theo mặt nạ đã hủy dung, cả người đầy sát khí, hướng về phía nhà cha mẹ thẩm lãng. Màn đêm buông xuống, Điền Hoành xuất hiện ở quê thẩm lãng, thôn phong dịp. Toàn bộ những người trong làng đều ngủ say. Điền Hoành không có mang một người nào. Cha mẹ và em trai thẩm lãng ông ta dùng một đầu ngón tay có thể nghiền chết, lại cần ai giúp đỡ. Hơn nữa, nhà thẩm lãng cách xa thôn xóm, lẻ loi ở vào giữa sườn núi, đúng là chỗ có điều kiện giết người tốt nhất đi tới căn nhà lá của thẩm lãng. ông ta dùng tốc độ nhanh nhất lục soát xung quanh nhà thẩm lãng, xác định không có bất kỳ mai phục. tiếp đó nghe được bên trong có tiếng ba người hít thở, trong đó có một người hít thở không thoải mái vì phổi có tật. không sai, đây đúng là cha của thẩm lãng. điền hoành đẩy nhẹ, chốt cửa vô thanh vô thức kể lìa. bởi vì axit sunfuric ăn mòn khuôn mặt của ông ta, khói của axit mạnh hung cho nước mắt ông ta tuôn ra như mưa mũi cũng gần như không cách nào thở nổi. Sau khi Điền Hoành đi vào trong nhà thẩm lãng sau, thấy được ba người trên giường. Ông ta nhịn không được dùng khăn lụa lau nước mắt bị khói sông chảy ra ngoài. Thẩm lãng, đời này ngươi phải hối hận khi cùng ta là địch. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói, sau đó rút ra lưỡi dao sắc bén, hướng mẫu thân của thẩm lãng trên giường chợt chém xuống. Không có nửa phần do dự, độc ác quả quyết. Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, đầu rơi xuống. Ngay sau đó, Điền Hoành lại hướng phụ thân Thẩm Lãng chợt chém xuống một đao. "Ngươi không phải có bệnh phổi sao? Ta trực tiếp chém ngươi thành hai khúc, ngươi cũng không cần hít thở ho khan khổ cực như vậy." Xoẹt, một đao đứt đôi, trong nháy mắt, lão già ho khan trên giường trực tiếp bị chém thành hai khúc. Cuối cùng, Điền Hoành đi tới trên một cái giường khác. Phía trên có một chàng trai trẻ đang nằm, trên đùi còn cột một cây gỗ. Đây chính là em trai của Thẩm Lãng, Thẩm Kiến một tên lưu manh nho nhỏ. Thẩm kiến hai chân bị gãy, vẫn do người hắc y ban ông ta hạ thủ. Bắt tiền tài người khác, cùng người đó tiêu tai. Đương nhiên chuyện làm gãy hai chân thẩm kiến quá nhỏ, Điền Hoành lúc trước là hoàn toàn không biết, chẳng qua là con mèo con chó dưới tay ông ta tùy tiện làm thôi. Thằng lưu manh nhỏ nho như ngươi, ngay cả tư cách làm kẻ thù của ta cũng chẳng có, nhưng do bởi thẩm lãng khiến ta phải hạ mình động thủ, để đại nhân như ta phải đánh nát sư ngươi cũng là vinh hạnh cho ngươi lắm rồi. Điền Hoành nhặt lên một cây gậy, hướng hai chân chàng trai trên giường chợt nện xuống. Tức khắc, truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Thật sự gãy xương nát bấy, mà thân thể người trẻ tuổi trên giường co giật một hồi, lại không có phát sinh tiếng kêu thảm thiết nào. Điền Hoành lạnh giọng nói cả nhà phải xếp chỉnh tề, ta trước hết giấc ba người các ngươi, sau đó sẽ giết thẩm lãng, cho một nhà các ngươi đoàn tụ ở địa ngục. Tiếp đó, con dao của ông ta nhắm ngay vị trí trái tim của chàng trai sau lưng rồi đâm thủng. Phùng phục, chàng trai kia còn chưa kịp kêu thảm đã mất mạng. Giết xong một nhà ba người của thẩm lãng, Điền Hoành cảm thấy quá đã. Cục tức ứ nghẹn trong lòng bấy lâu cuối cùng xả ra hơn phân nửa. Trong não ông ta đã tưởng tượng, lúc thẩm lãng nhìn thấy xác người nhà sẽ bi thương cỡ nào. Làm người chính là phải giải quyết ơn và thù cho đã. Đã giền, thoải mái quá, Lúc này Điền Hoành đã báo xong thù lớn, mới cảm giác được sự đau đớn trên gương mặt. Thứ axit sunfuric này thật lợi hại, không chỉ ăn mòn khuôn mặt của hắn, hơi nóng nồng nặc kích thích ông ta chảy nước mắt không ngừng khiến không thấy rõ trong bóng tối. Ông ta cởi xuống bình nước, từng ngụm từng ngụm uống nước, cổ họng giống như phải đốt vậy. Thẩm Lãng, dù cho ở trong địa ngục, ngươi cũng sẽ hối hận đã từng đắc tội với ta. Điền Hoành ta đây tuy rằng hủy hoại dung mạo, mất đi thân phận, nhưng lại thêm tự do sung sướng tất cả chuyện này cũng là đáp lại những gì ngươi ban tặng tiểu súc sinh ngươi chờ đó cho ta ta sẽ nhanh chóng đi giết ngươi thôi ha 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 nhưng mà vào lúc này xung quanh bỗng nhiên sáng ngời một cây đuốc trong nháy mắt xé rách bóng tối điền hoành chợt đứng lên một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa ngọc thụ lâm phong nổi bật không giống kẻ khác dù cho bên ngoài tối đen thấy mặt không rõ lắm nhưng chỉ nhìn không đường nét và khí chất đều đẹp trai đến mức khiến kẻ khác phải đố kỵ. Người này dù cho hóa thành tro, Điền Hoành cũng có thể nhận ra được. Thẩm lãng, ha ha ha, Điền Hoành cười to thẩm lãng, tên tiểu súc sinh nhà ngươi này, bản thân ta muốn đi tìm ngươi, ngươi lại tự tìm tới cửa, rõ ràng thiên đường có chỗ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trong lòng ông ta hân hoan. Ông trời quá quan tâm ông ta đến mức đem tên tiểu súc sinh này đưa đến trước mặt. Kế tiếp, ông ta phải đem thẩm lãng bầm thay vạn đoạn, sẽ để cho hắn nếm lần tất cả đau khổ xong mới giết. Ngươi đã tới chậm, tiểu súc sinh. Điền hoành cả giận nói tống nghị ta sao lại khinh địch buông tha ngươi như vậy. Ngươi dám đá chết con trai của ta, ta liền giết sạch cả nhà ngươi. Ngay lúc này Điền Hoành cũng không có quên che giấu thân phận của mình. Thẩm lãng, ngươi đến xem đi, phụ mẫu và đệ đệ của ngươi đều đã chết hết rồi, chỉ còn mỗi mình ngươi thôi. Điền Hoành nói khàn khàn, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Thẩm Lãng thản nhiên nói Điền Hoành, đừng vờ việc nữa. Điền Hoành không khỏi kinh ngạc, ông ta tự tin không có bất kỳ kẻ hở. Ngoại hình em trai giống hệt, giọng nói y chang, thậm chí cả khí phách võ công đều chẳng khác gì Điền Hoành. Không chỉ có như thế, sau khi đốt xác em trai ông ta còn thả vào một cây kim bạc mỏng manh y hệt cây kim trong cơ thể Điền Hoành thẩm lãng nói những nhân vật cùng cấp độ như ngươi còn chẳng tìm được thế thân có ngoại hình y hệt như vậy xem ra người đập đầu chết là huynh đệ sinh đôi của ngươi điền hoành co giật một hồi không nói được một lời thẩm lãng nói ngươi thật đúng là một súc sinh vì mạng sống của mình lại không chút do dự đi hy sinh tính mạng em trai ruột đổi thành thẩm lãng hắn rõ ràng không làm được dù cho từ góc độ linh hồn mà nói thẩm kiến còn chưa tính là em trai ruột của hắn đến lúc này Điền Hoành vẫn cười nhạt không nói, ông ta tuyệt đối sẽ không cho Thẩm Lãng bất luận cơ hội thừa dịp nào cả. Thẩm Lãng nói các ngươi đã làm cực kỳ giống thật, thậm chí còn bỏ vào cái xác cháy kia một cây kim bạc nho nhỏ y hệt cây kim trong người của ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể không biết, cây kim trong cơ thể ngươi bị cong còn cây kim trong cái xác cháy kia lại thẳng. Nội tâm Điền Hoành không khỏi vô cùng kinh ngạc. Một kẻ hở rất nhỏ như vậy thôi sao? Thẩm lãng nhà ngươi làm sao mà biết được, nhưng mà, ông ta vẫn chưa dám thừa nhận, nhỡ ra thẩm Lãng đe dọa mình thì sao, ngươi còn muốn đóng vai thành tống nghị giết cả nhà của ta, tiếp đó chính ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Thẩm Lãng cười lạnh nói các ngươi rõ ràng không dễ dàng, dùng axit sunfuric hủy mặt tống nghị, trò này ai làm vậy? Từ Quan Doãn hay là từ Thiên Thiên, dứt lời, Thẩm Lãng vung tay lên. Một bóng người được đẩy ra. Đúng là tống nghị, mặt của ông ta cũng bị axit sunfuric hủy hoại có vẻ càng đáng sợ a à, đau quá đau chết rồi cho ta nước đi tống nghị cũng không có sự cứng rắn như điền hoành thế này lúc này phát sinh từng đợt kêu thảm thực sự đau muốn bất tỉnh đi thật không ngờ tống nghị còn chưa kịp chạy đã bị thẩm lãng phái người bắt tên tiểu bạch kiểm này thật sự đoán đúng hoàn toàn lúc này điền hoành biết không thể giấu giếm được nữa tức khắc ông ta chợt đứng thẳng người bột phát ra sát khí như mảnh thú vậy Ha 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 ha. Sau một tràng cười to, Điền Hoành rung giọng nói vậy thì sao hả? Thẩm Lãng ngươi vẫn tới chậm rồi, toàn bộ người nhà của ngươi bị ta giết, ha 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 ha, Thẩm Lãng, khóc trống đi, tru lên đi, ngươi không phải yêu nhất người nhà sao? Bọn họ bây giờ đều chết thảm ở trước mặt của ngươi, ngươi hoàn toàn bất lực. Loại cảm giác này có phải đau muốn chết hay không? Điền Hoành nói mỗi một chữ, đều cơ hồ máu chảy đầm đìa. Nhưng thẩm lãng nhìn ông ta như kẻ thiểu năng trí tuệ tức giọng buồn bã nói điền hoành thị lực của ngươi rõ ràng không tốt ngươi xem một chút người ngươi giết là ai vậy tiếp đó một cây đuốc đã được quăng vào điền hoành nhặt lên cây đuốc chiếu về phía ba cái xác chết tức khắc một luồng khí lạnh chật từ dưới đít sông lên đầu dường như muốn xốc cái hộp sọ của ông ta vậy lông tơ đều chật dựng lên cả người ông ta tự như bị bấm dừng hình ảnh vậy ước chừng sau một hồi Điền Hoành phát ra tiếng gào thê lương không gì sánh được. Người đàn bà bị giết nào phải là mẹ của Thẩm Lãng mà chính là vợ Điền Hoành, một mụ đàn bà độc ác ép biết bao cô gái lương thiện làm đỉ. Mà lão già bị Điền Hoành giết chết chính là quản gia tâm phúc của Điền Hoành. Còn người trẻ tuổi bị Điền Hoành giết chết là con trai của ông ta, một tên ăn chơi trác tán tội ác chồng chất. Thật là thảm kịch nhân gian, không, không, không. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.